Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Vì Tiền Bỏ Tình được viết bởi tác giả Đình Lam. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Huyền vừa về đến nhà thì mẹ của cô đã kéo cô ngồi xuống ghế để nói chuyện. Biết không thể giấu, Huyền đành phải lấy điện thoại mở ra mấy bức ảnh và đoạn video mà Như Hoa đã gửi cho mẹ xem. Xem xong, bà còn sốc hơn cả Huyền. Thằng An nhìn nó trắng trẻo thư sinh vậy mà. Mẹ đừng bị bề ngoài của anh ta đánh lừa. Điều con nói tiếp đây sẽ làm cho mẹ bị sốc hơn nữa. Lại có chuyện gì sao? Nó đánh con sao? Mẹ phải làm đơn đưa kiện nó. Không phải, thà là anh ta đánh con vài cái để con đi cho thoải mái. Đằng này anh ta lại hùa theo mẹ và em gái của mình, dàn cảnh để hủy hoại danh dự của con, gieo tiếng xấu cho con, để anh ta thoải mái đi lấy vợ khác mà không bị mang tiếng ngoại tình phụ bạc đó mẹ à. Nói tới đây, Huyền uất ức tới mức muốn khóc. Phải mất mấy giây sau cô mới có thể bình tĩnh trở lại mà kể cho mẹ nghe hết thảy những chuyện đã xảy ra với mình mấy ngày trước. Cô nói thêm, con không có bằng chứng nhưng con dám chắc chính họ là những kẻ đã đứng đằng sau chuyện này. Con đã báo công an, hy vọng họ sẽ mau chóng tìm ra danh tính của cái tên đó. Một lúc sau, em dâu của Huyền từ trong phòng bước ra. Chị Hai mới về đó hả? Rồi về rồi chừng nào chị đi? Chắc chị phải ngủ tạm ở dưới nền thôi, vì nhà hết phòng rồi. Câu nói của Trâm, vợ Minh, khiến cho Huyền cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nó đang đuổi khéo cô đó sao? Huyền còn chưa kịp mừng vì có thể được cưng nựng cháu ruột thường xuyên thì đã bị dội một gáo nước lạnh từ mẹ nó. Trong lòng của Huyền có chút buồn bã, tuy nhiên cô không biểu lộ ra bên ngoài mà vẫn giữ trạng thái vui vẻ để mẹ có thể an tâm. Huyền nhìn Trâm mà nói, chị về đây chắc 2-3 hôm gì đó rồi chị đi, chị còn phải tìm việc nữa chứ. Thế sao chị? Nói rồi Trâm lại đi vào phòng. Thái độ lạnh nhạt của nó đôi lúc khiến cho bà Liên không hài lòng. Bà bảo, thôi con đừng có buồn nữa, tối nay con ngủ với mẹ. Nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, thằng Sơn ở trong phòng bước ra. Nhìn thấy chị gái, nó xà luôn vào lòng chị, rưng rưng nói, chị về rồi hả? Ừ, chị về rồi đây. Vậy chị có đi nữa không? Không, chị ở đây. Vậy còn gì bằng? Sau này có người nói chuyện với em rồi. Chứ chị Trâm suốt ngày cứ ở trong phòng chán chết đi được. Ừ, thôi, em đi nghỉ ngơi đi. Sơn đi rồi, Huyền nhìn sang mẹ và nói, thằng Sơn bao giờ đi tái khám vậy mẹ? 2 tuần nữa nó sẽ đi tái khám. Vậy tới lúc đó con với mẹ đưa nó đi tái khám nha. Sao cũng được hết đó, con đi nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống nấu cơm. Nói rồi bà Liên đi thẳng ra phía sau bếp vo gạo nấu cơm. Minh thì tranh thủ sửa lại cái mái tôn phía sau nhà. Chẳng mấy chốc mà đến bữa chiều, từ ngày có bầu rồi sinh đứa thứ hai, Trâm, vợ của Minh, ít khi nào chủ động vào bếp nấu cơm, trừ khi ngày đó không có ai ở nhà mới miễn cưỡng đi vào bếp. Thế nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà nghe mùi thức ăn thôi là Trâm đã tự động đi ra khỏi, không đợi ai gọi. Trâm tự lấy chén bát cho mọi người, tự động xới cơm, chia đều cho mỗi người. Đến khi tới lượt của chị chồng là Huyền, nó lại ồ lên ngạc nhiên. Còn thiếu chị rồi, em quên mất, thường ngày cả nhà chỉ có bao nhiêu đây thôi. Huyền không so bị tính toán nên không nói gì mà đứng dậy đi lấy chén bát cho mình, tự xới cơm. Cô bảo, sau này không cần phải rườm rà như vậy đâu, chị tự lấy. Bữa cơm hôm đó Huyền không được thoải mái, mặc dù nơi đây là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Minh cũng nhìn thấu tâm tư của vợ mình, tuy nhiên cũng không biết phải mở lời từ đâu.
Vì hành động của Trâm dành cho chị Huyền không đến nỗi khiến cho vợ chồng phải to tiếng cãi nhau. Huyền vì thương em trai nên chắc sẽ không tính toán với em dâu từng lời nói như vậy. Thời gian lại trôi đi qua 2 tuần nữa. Hôm nay là ngày thứ hai, cô cũng đã chính thức ly hôn với Bảo An. Từ tòa án đi ra, Huyền cảm thấy như trút đi được phần nào gánh nặng. Huyền vui tới nỗi muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết. Tôi đã vứt được cái đống rác trên người. Huyền chưa kịp đi ra, đã có một chiếc xe hơi chạy đến dừng lại ngay trước mặt cô. Người đàn ông bước xuống trông rất quen thuộc. Đây chẳng phải là người mà Nhung đã từng qua lại đó hay sao? Cô cũng đã nhìn thấy Nhung từ trên xe người đó đi xuống. Huyền nhìn thấy khoảnh khắc cả nhà chồng lướt qua mình. Cô không buồn liếc mắt, cũng chẳng mấy bận tâm. Đang định quay đầu đi hướng khác, thì cô em chồng ngang ngược đột nhiên kéo cô lại nói nhỏ. Ly hôn rồi chị định làm gì đấy? Đi lượm ve chai chắc sẽ hợp với chị hơn đó. Tại ngoài biết đi cắt cỏ cho bò ra thì chị đâu có biết làm cái gì khác nữa đâu chứ. Huyền không rảnh đâu mà hương thua với nó. Tuy nhiên khi nhìn thấy cái váy thước tha Nhung nó đang mặc cùng với đôi giày cao gót nó đang đi, Huyền nhếch môi rồi tùy tiện đưa chân ra gạt chân nó. Nó chới với ngã xuống đất. Huyền trở về nhà. Lúc đi qua trụ sở công an, cô ghé vào hỏi thăm một chút. Huyền bước một cách dè dặt đến phòng tiếp dân. Đúng lúc lại vô tình nhìn thấy Thuận đang nói chuyện với anh công an tình tiếng hôm trước. Huyền không biết họ nói chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng một vài câu. Em có nhớ ra một chút về người đàn ông đó rồi. Em cứ nói đi. Anh ta ở tụ điểm đá gà. Tụ điểm đá gà này nằm ở phía sau trường học bỏ hoang. Có lần em còn nhìn thấy anh ta đứng nói chuyện với bà Hà ở con hẻm gần chợ. Vậy thì quá tốt rồi. Nghe họ nói như vậy, Huyền bán tín bán nghi. Trong lòng thì nghĩ có khi nào họ đang bàn chuyện của mình hay không. Mấy giây sau, Huyền quyết định bước vào phòng tiếp dân. Nhìn thấy Huyền, Thuần tỏ vẻ không quen biết, rồi ngoảnh đầu đi thẳng một hơi. Lúc anh đi qua người của Huyền, cô mới sực nhớ ra anh đã trả tiền viện phí cho cô vào 2 tuần trước. Huyền lật đật đuổi theo thì anh đã leo lên chiếc xe máy phóng đi. Huyền thất vọng quay trở lại. Anh tiến công an vừa thấy cô đã nhớ ra ngay. Anh hỏi: em đến hỏi chuyện gì sao? Dạ, chuyện về cái đơn tố cáo hôm trước. Có chút manh mối rồi đây. Khi nào có kết quả sẽ gọi em lên để làm việc. Dạ, vậy em nhờ anh. Huyền lễ phép cúi chào anh công an rồi đi. Thực sự là lúc này cô muốn hỏi thăm anh ấy về Thuận, nhưng rồi bản thân cô lại không dám vì ngại. Dạo gần đây, mỗi lần Huyền đi chợ hễ mà không gặp người quen thì thôi, nếu gặp thì họ sẽ hỏi thăm cô đủ thứ. Mà chuyện họ nói chính là cái chuyện mà nhà chồng đang đi rêu rao khắp chốn, rằng cô ngoại tình, còn dẫn trai về nhà làm chuyện đồi bại, nên mới bị nhà chồng ly hôn. Huyền cố gắng giải thích, nhưng đâu cũng rồi vào đấy, tin đồn mỗi ngày một lan rộng. Nhiều lúc cô muốn đến chợ tìm công việc đơn giản để làm, nhưng cô lại sợ miệng đời soi mói, săm soi. Huyền cũng nhận ra cô em dâu dường như không thích sự hiện diện của cô ở trong nhà. Nó nói chuyện với Huyền trống không, đôi khi còn sai vặt cô làm hết chuyện này tới chuyện khác. Huyền biết em trai yêu vợ nên không muốn làm lớn chuyện, nên cứ như vậy mà hoan hỷ bỏ qua cho vui nhà vui cửa. Nhưng có lẽ cô nên đi tìm một công việc phù hợp với bản thân, ổn định kinh tế cho bản thân trước mới tính tới chuyện tương lai phía sau. Huyền trở về nhà, trên đường đi cô vô tình gặp lại bà Tám từ trong chợ Huyền đi ra. Bà ấy thấy cô có chút dè dặt, không còn tự nhiên như trước. Huyền lễ phép gật đầu một cái sau đó đi luôn, bởi vì ở nhà chỉ có mỗi chiếc xe máy để Minh đi làm, nên là Huyền đi xe đạp, tốc độ cũng chẳng nhanh. Đứng lại, Tám nói cái này nghe nè. Đột nhiên có tiếng của bà cất ở phía sau lưng. Huyền thắng xe lại rồi quay ra đằng sau, nhìn thấy bà Tám từ từ tiến tới bên cạnh. Biết bà ấy nhiều chuyện thành thói quen nên Huyền cũng mong bà ấy nói gì đó tốt đẹp. Bà ấy nhìn đông ngó tây, cứ như đang sợ có ai đó nhận ra mình. Sau đó bà ấy nói: Huyền, hôm qua Tám vừa nhận được thiệp mời đám cưới của thằng An. Nghe bà nói như vậy, Huyền có chút ngạc nhiên.
nhưng bề ngoài thì nhếch môi khinh bỉ, cô bảo. Thế thì sao? Ly hôn rồi Tám nói chuyện đó với con làm gì chứ? Mày không thấy lạ hả? Nó mới chính thức ly hôn mày chưa được một ngày, nay đã thấy đi mời cưới. Huyền nhìn bà Tám, cô làm ra vẻ đau lòng. Nhưng trong lòng thì bất ngờ nảy sinh một ý tưởng điên rồ. Sao cô không mượn cái miệng của bà Tám để bà ta đi đồn khắp xóm rằng chính Bảo An là người thay lòng đổi dạ trước? Nghĩ vậy Huyền nói. Thế Tám thấy chuyện này sao? Thấy nó có vô lý không? Bà Tám nhìn Huyền bằng ánh mắt hoang mang. Mấy giây sau bà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc là con có ngoại tình hay không? Hết bà Hà rêu rao đến con gái của bà là con Nhung cũng đi rêu rao con ngoại tình đó. Con nói con không có thì Tám có tin con không? Có bằng chứng Tám mới tin mày chứ. Thế con nói cho Tám biết, con đã viết đơn tố cáo rồi, ai hại con thì sau này sẽ rõ thôi. Huyền nói xong thì nhìn bà Tám có chút đắn đo. Có gì mày nói đi. Con cho Tám coi cái này. Huyền đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra cái điện thoại, rồi mở ngay tấm ảnh với clip của Bảo An và người con gái lạ đang dắt tay nhau tình tứ trong khách sạn cho bà Tám coi. Bà Tám coi một cách chăm chú, sau đó thốt ra một câu đầy kinh ngạc. Bảo sao lại làm đám cưới nhanh như thế chứ? Quen nhau chắc cũng lâu lắm rồi đây. Huyền lại tiếp tục mở cho bà Tám coi mấy tin nhắn cuối mà Bảo An đã nhắn cho cô. Bà Tám bảo. Cái này là cái gì đấy? Đây là tin nhắn của con với anh ta. Tám coi ngày giờ đi, rồi sẽ rõ. Nghe Huyền nói như vậy, bà Tám mới nhìn kỹ hơn. Huyền lại nói. Tin nhắn cuối cùng mà anh ta nhắn với con là hơn một năm trước, Tám hiểu không? Huyền do dự một lúc rồi nói tiếp. Con nói cho Tám nghe. Con dù sao cũng không phải xấu xí thô kệch. Còn chưa có con còn trẻ. Còn chưa đến 30 tuổi, con đâu có ngu mà lấy cái thằng già cú, bụng vậy đáng tuổi bố mình. Là do mẹ chồng cũ của con bày trò tất cả đó. Nói rồi Huyền thở dài ra, sau đó leo lên chiếc xe đạp. Trước khi đi còn cố tình để lại một câu. Tám tin còn hay không tùy Tám, nhưng còn dám đảm bảo. Quả báo sắp đến với họ rồi đấy. Huyền đạp xe phóng đi, trong lòng mỉm cười tươi rói. Thế nào bà Tám cũng về kể lại từ đầu trên xóm dưới. Họ tin hay không thì tùy họ, miễn sao tin đồn lan nhanh. Trên đường trở về nhà, Huyền bắt gặp Bảo An và mẹ của anh ta, cùng với cô người tình bé nhỏ của anh ta, đang đi mua vàng cưới. Huyền cũng không biết cả ba người họ nói gì với nhau, mà trong vẻ mặt của bà Hà tươi rói, còn cười không ngớt cái miệng. Thực ra thì họ đang chọn bông tai và nhẫn cưới các thứ, mà con dâu tương lai của bà Hà đòi tự mình thanh toán hết, không cần tiền của Bảo An, nên bà ta mới vui vẻ như bắt được vàng thế kia. Chứ nếu ngược lại có khi bà ta còn kiếm chuyện đi về mất. Huyền trở về nhà, tranh thủ lên mạng kiếm việc làm. Cuối cùng cũng tìm được một công ty đang nhận lao động. Bản thân Huyền lại không biết rằng công ty này chính là cái công ty mà Tuần đang làm ở đó. Một tuần sau, đám cưới của Bảo An diễn ra linh đình. Trong đám cưới, người nào người nấy kháo nhau rằng Bảo An có bộ nhí bên Nhật nên mới về kiếm chuyện ly hôn với vợ để có thể đường đường chính chính cưới cô bộ nhí. Những người bàn tán chuyện này cũng chính là người chị em tốt của bà Hà chơi chung. Đám cưới con trai, ông Tâm miễn cưỡng bản thân trở về sau khi làm lễ gia tiên. Ông nán lại tiệc cưới một chút rồi cũng bỏ đi luôn. Trong ngày cưới, cô dâu kiềm thòa đeo vàng triệu cổ, ai nấy cũng trầm trồ vì cái đồ giàu có và chịu chi của bà Hà. Có người thì lại so sánh con dâu mới với con dâu cũ. Ai cũng thương Huyền vì hơn 2 năm trước Bảo An cưới vợ, cũng chỉ có 5 chỉ vàng cho con dâu, mâm quả cũng rất sơ sài. Họ bàn tán vô tình tới tai kiềm thòa. Cô ta tức điên lên nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức. Lúc Kim Thoa nhận ra nhà chồng mình cũng thuộc dạng vô liêm sỉ, thì cũng còn may là mấy cây vàng đeo trên cổ đã bị cô ta tráo thành vàng giả. Buổi tiệc đám cưới kết thúc vào lúc trưa, trong nhà bà Hà cũng chỉ còn lại bà con thân thuộc nán lại đôi chút. Bà Hà sung sướng cười toét cả mồm, khoe con dâu xinh đẹp, giỏi giang,
có không ngớt cái miệng. Đột nhiên có tiếng xe máy vang lên. Bà Hà cùng với mọi người đồng loạt nhìn ra sân, thì thấy có một anh cán bộ mặc quân phục công an tiến vào. Trong khi ai nấy đều mang vẻ mặt ngạc nhiên tò mò, thì ba mẹ con bà Hà cứ lấm lét nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Một đồng chí công an tiến tới, đi thẳng về phía chỗ bà Hà đang đứng, rồi cất giọng đành thép. Chúng tôi nghi ngờ bà Cao Thị Hà có liên quan tới vụ việc gây rối trật tự xã hội và hủy hoại danh dự nhân phẩm người khác. Mời bà theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Bà ta nghe nói như vậy thì lập tức phủ nhận. Tôi suốt ngày ở trong nhà, có đi đâu mà gây rối trật tự công cộng với hủy hoại danh dự người khác chứ? Nếu như bà vô tội thì sẽ được thả ra. Còn nếu có tội, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố bà. Mời bà. Bà Hà mặt mày tái xanh, nhìn qua mấy người họ hàng, cảm thấy rất xấu hổ, nên cũng không còn cách nào khác mà theo hai người công an rời đi. Bà Hà đi rồi, bà con họ hàng xúm vào bên anh em bảo an và Tuyết Nhung hỏi dồn dập. Biết không thể nào im lặng được, đành phải nói dối để xoa dịu mọi người. Con cũng không biết chuyện gì nữa, chắc là họ nhầm lẫn gì tôi. Lát nữa mẹ con về ngay thôi. Nghe em trai bảo an và Tuyết Nhung nói như thế, bà con họ hàng không hỏi nữa, nhưng trong lòng thì lại không khỏi tò mò. Họ ra về vào buổi chiều, nhưng lại xúm nhau bàn tán chuyện bà Hà bị công an triệu tập. Bà ta bị tạm giam 3 hôm để điều tra. Ở nhà anh em bảo an lo sốt vó, như bởi vì lỗi hoàn toàn do họ gây ra, lại sợ ông Tâm biết chuyện nên không nói cho ông ấy biết chuyện bà Hà bị tạm giam. Và sau ngày đó Huyền cũng được mời lên đồn để làm việc. Tại đây cô mới biết công an đã tìm ra người đàn ông kia. Anh ta là một con nghiện cờ bạc nặng, ăn chơi lêu lỏng. Khi gặp anh ta lần nữa, Huyền cảm thấy rùng mình sợ hãi. Cũng thật may mắn khi anh ta đã không làm gì đó với cô. Bà Hà nhìn thấy người đàn ông ấy thì mặt mày tái xanh, tay run rẩy như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Người công an nhìn biểu cảm của bà ta cũng đủ biết chính bà ta là người đã chủ mưu cho tất cả những chuyện đó. Anh ấy vào thẳng vấn đề chính. Cô Hà, cô bị cô Huyền đây tố cáo về tội hủy hoại danh dự và nhân phẩm người khác. Cô có điều gì để nói hay không? Bà Hà lướt nhìn qua Huyền, dường như còn chưa hết sốc nên bà ta định lao vào Huyền muốn đánh cho cô một trận. Nhưng hành động của bà ta đã bị anh Tiến công an kịp thời ngăn cản. Tiến nghiêm khắc nói: ở đây là đồn công an chứ không phải cái chợ, đề nghị mọi người nghiêm túc. Bà Hà tức tới đỏ mặt. Có vẻ bà ta đã nhận ra cái chuyện mình làm nó chẳng đáng là gì so với việc cướp của hay giết người, nên không còn thấy sợ hãi. Cô Huyền đây tố cáo bà vì tội hủy hoại danh dự người khác. Tôi có tội gì chứ? Từng tuổi này mà đi hãm hại chính con dâu mình sao? Nó từng là con dâu của tôi đấy. Mấy người có bị điên hay không? Nghe câu trả lời ngông cuồng của bà ta, anh công an không nhìn được nữa mà nói rõ. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh bà là chủ mưu khiến cho danh dự và uy tín của cô Huyền bị tổn hại nặng. Chẳng những vậy, bà còn đi loan tin khắp nơi để mọi người hiểu nhầm, làm hoang mang dư luận địa phương. Đó là tội gây rối trật tự công cộng. Tôi không có làm thì tôi nói không làm. Thấy bà ta quá cứng đầu, anh công an cho bà Hà coi lời khai của người đàn ông mà bà ta đã thuê để lẻn vào phòng của Huyền. Trong đoạn video, anh ta đã thuật lại toàn bộ quá trình quen biết với bà Hà cho đến khi nhận được lời đề nghị của bà ta về việc lẻn vào nhà giả vờ nằm lên giường của con dâu bà ta là Huyền. Sáng hôm sau, sau khi xong việc thì sẽ cho anh ta tiền. Ngay khi nhìn thấy đoạn video, bà Hà một mực phủ nhận, còn nhất quyết nói không quen biết với người đó. Nếu như bà nhận tội và đóng phạt bồi thường cho người bị hại thì có thể sẽ không ngồi tù. Còn nếu như bà chối cãi, có thể ngồi tù từ 6 tháng tới 2 năm. Bà Hà cười khẩy, quay sang Huyền nói: vậy thì mày thưa tao đi. Người đàn ông được bà Hà thuê bị bắt vì tội tổ chức đá gà trái phép và tội hủy hoại danh dự người khác. Hôm nay thấy bà ta chối đầy đẩy, anh ta tức quá, nói rõ vấn đề. Em có lưu lại đoạn ghi âm lúc bà ta tìm em nói chuyện. Em còn nhờ bạn mình quay phim lại nữa. Lời nói của hắn ta vừa dứt, mặt mũi bà Hà trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Người công an cũng nhanh trí nói thêm:
Mục đích anh làm việc đó là gì? Tôi chỉ muốn tống tiền bà ta thôi. Giờ ở đây rồi, giấu làm gì nữa chứ? Anh đưa bằng chứng đó ra đây. Bằng chứng em có lưu trên Facebook. Mở Facebook ra là có. Có mấy bài đăng em khóa lại, nó ở trong đó. Anh Tiến công an ngay lập tức lấy điện thoại của hắn ra trà, kiểm tra và quả nhiên là có video clip ghi lại toàn bộ quá trình nói chuyện giữa hắn và bà Hà. Mặt mày bà Hà tái xanh, nhớ lại mấy lời người công an vừa nói, có thể ngồi tù, cả người bà ta run rẩy. Anh công an nói thêm. Bây giờ bà nói đi, giờ bà khai nhận đóng tiền phạt, đền bù tổn thất tinh thần hay là bà muốn ngồi tù đây? Bà Hà cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên bà ta cảm thấy xấu hổ, cũng là lần đầu tiên bị khuất phục trước mọi người. Lần đầu tiên bà ta không dám ngẩng mặt lên, nhìn đứa con dâu mà bà ta chẳng bao giờ ưa. Bà Hà không còn cách nào khác, phải khai ra sự thật là bà ta muốn con trai cưới vợ khác giàu có nên đã gài bẫy con dâu. Con trai bà sẽ không bị mang tiếng phụ bạc. Hôm đó, bà ta bị đóng phạt 10 triệu mới được về nhà. 3 ngày tạm giam khiến cho bà Hà cảm thấy sợ hãi, sụt ký. Nhiều ngày cũng không dám ló mặt ra ngoài đường. Con Huyền thì cũng xin rút đơn kiện, bởi vì cô đã được minh oan cho chính bản thân. Với lại cô cũng không có nhiều tiền và thời gian để theo vụ kiện này đến cuối. Cô cũng đề nghị cơ quan chức năng phát bản tin trên loa phát thanh về vụ việc này vào mỗi buổi sáng. Đến khi nào người dân không còn lan truyền những tin đồn sai trái, ảnh hưởng tới người khác. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, là nguyên cái xóm nhà bảo an ngày nào cũng rôm rã bàn tán với nhau. Người phụ nữ vì muốn con trai lấy vợ giàu có đã bày mưu tính kế hủy hoại danh tiếng của con dâu, chính là bà Hà. Vì tên viết tắt mà ngày nào đài phát thanh cũng nói ra trùng khớp với cái tên viết tắt của bà Hà và của Huyền. Khỏi phải nói, từ sau ngày bị mọi người nhìn thấy, công an ghé nhà mời lên làm việc, bà Hà và gia đình bà ta đã nổi bật nhất xóm. Đi tới đâu cũng nghe mọi người bàn tán không ngớt, ai cũng cáu nhau rằng bà Tám đồn đoán quả không sai. Thậm chí sự thật còn dữ dội hơn nữa. Có mấy chị làm lao công trong đồn công an cũng phụ họa thêm việc bà Hà ăn ở thất đức, tham phú phụ bận đã được xác minh. Trong xóm cũng không có ai chơi chung với bà ta. Hầu hết mọi người đều thương Huyền hiền lành mà lấy phải người chồng tồi tệ, còn thêm bà mẹ chồng tham lam ích kỷ, cuộc đời không kéo lại rơi vào bế tắc. Câu chuyện của Huyền đã được giải quyết xong xuôi. Gia đình bà Hà mất mặt trước bà con làng xóm đến nỗi không dám ló đầu ra. Ba mẹ của Khánh và Thuận thì nhìn nhau bảo, cũng may mắn qua ông Mười, thằng Khánh nhà mình không lấy phải đứa con gái như con Nhung nó làm vợ. Ông Hùng nhìn vợ tán thành. Bà nói đúng đấy. Hôm qua tôi còn nghe người ta bảo rằng con Nhung nó đang yêu đương với một người giàu có, nghe nói đi xe hơi, mặc đồ hiệu về quê chơi. Bà Hà đi đâu cũng nổ với hàng xóm. Khánh ở trong phòng đi ra, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình. Anh đứng khựng lại thì nghe hai người nhắc đến cái tên Nhung. Nghe cái tên rất quen thuộc, Khánh có cảm giác đại não của mình bất ngờ được khai thông. Nhiều đoạn ký ức trong quá khứ cùng một cô gái bất ngờ xuất hiện. Khánh bước ra bên ngoài, chỗ ba mẹ đang ngồi nhóm ở bậc tam cấp, rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Ba, mẹ, con có quen với cô gái tên Nhung đó không? Ông Hùng, bà Thu nghe con trai nói như vậy thì kinh ngạc không thôi. Hai người họ không hẹn mà đồng thanh hô lên. Con nhớ ra rồi hả? Khánh không hẳn đã nhớ ra tất cả. Như khi nhìn thấy thái độ của ba mẹ, anh mới gật đầu đáp. Có vẻ con đã nhớ ra rồi. Bà Thu ông Hùng bắt đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt con trai. Thấy nó vẫn ổn, bà Thu mới bảo. Con với nó quen nhau từ lúc còn học cấp 3. Thậm chí gia đình cũng đã tính tới chuyện cưới hỏi cho hai đứa sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học. Bà Thu nói đến đây thì ngưng, đôi mắt bắt đầu ương ước. Thế vậy ông Hùng mới tiếp lời vợ. Ai mà ngờ con vì cứu nó mà bị tai nạn nghiêm trọng. Nó chẳng những không biết ơn, nó còn... Ông Hùng thở dài rồi tiếp tục nói. Mà còn bỏ con đi quen người khác,
coi gia đình chúng ta như chưa từng tồn tại. Sau đó, ba mẹ cũng đã hủy hôn ước. Bà Thu nói thêm, giờ thấy con như vậy, mẹ vừa mừng vừa lo. Ít ra con còn biết nghĩ cho ba mẹ và bản thân, chứ không nên vì một đứa con gái như vậy mà đau lòng. Khánh vờ như bình thường, anh bảo, hóa ra con và cô ta có mối quan hệ như vậy sao? Nói xong, Khánh đứng dậy bỏ về phòng, cũng không biết trong lòng đang có cảm xúc ra sao. Chỉ thấy lòng mình trống vắng, có cảm giác như bản thân đang đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Khánh trở vào phòng, bắt đầu lục tung căn phòng của mình lên. Bản thân anh cũng chẳng biết mình đang muốn tìm điều gì. Anh chỉ biết mình đang hành động một cách bộc phát theo bản năng. Sau một hồi tìm kiếm, Khánh tìm được một quyển album nằm trong ngăn tủ có khóa. Quyển album này có hình ảnh của anh và một cô gái. Chắc cô ta là Nhung, người con gái mà ba mẹ anh đã nhắc tới lúc nãy. Nhìn thấy hình ảnh, có lẽ Khánh đã nhớ ra một vài chuyện trong quá khứ có liên quan tới người con gái ấy. Tuy nhiên, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Chẳng còn tồn tại một chút gì đó gọi là tiếc nuối. Chẳng phải cô ta là người đã bỏ rơi anh khi anh bị tai nạn đó hay sao? Cả hai có mối quan hệ thắm thiết thời sinh viên. Cớ sao Khánh lại chẳng có tí gì gọi là đau khổ? Khánh cố lật từng trang cho đến hết quyển album. Cho đến trang cuối, anh nhìn thấy bức ảnh chụp tập thể lớp 12A3. Chắc đây là bức ảnh cuối cùng sau khi chia tay khoảng thời gian cấp 3. Khánh nhìn chăm chú vào bức ảnh, đầu đột nhiên đau nhức. Anh lấy một viên thuốc giảm đau ra uống. Bức ảnh ấy không hiểu sao lại có chút sức hút mãnh liệt với anh đến như thế, khiến anh không thể rời mắt. Anh nén cơn đau, rồi lại nhìn chăm chú bức ảnh. Trong đầu cũng lặp lại hình ảnh rất rõ ràng mà bản thân đã từng trải qua. Ngày hôm ấy là ngày rất đặc biệt. Giáo viên chủ nhiệm căn dặn mọi người phải mặc đồ thật đẹp đến trường để chụp ảnh kỷ niệm. Khánh và Nhung rủ nhau cùng đi đến trường. Hôm ấy, anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh, quần jean ống suông, màu xanh dương đậm. Nhớ tới đây, trong đầu Khánh bất chợt xuất hiện một hình ảnh khá mơ hồ, là một cô gái, không biết là cố tình hay vô tình, mà cũng mặc áo sơ mi màu xanh giống như anh. Hình ảnh càng rõ nét cho tới khi anh nhìn chăm chú bức ảnh lần nữa. Cô gái mặc áo xanh trùng với anh chính là cô gái Như Hoa. Cô ấy đứng dưới anh một bậc tam cấp. Khánh lấy kéo, cắt ảnh của mình và Như Hoa ra. Làm xong rồi, ngồi nhìn thành quả mà cười mãn nguyện. Khánh lấy quyển tập kẹp bức ảnh vào bên trong. Trong lúc lấy lại thì vô tình nhìn thấy một vài bức thư để chồng lên nhau trong ngăn tủ. Anh tò mò mở ra xem. Thì ra đó là mấy câu tỏ tình sến sẩm của mấy đứa học sinh. Nhìn thấy mấy bức thư, Khánh lại nhớ. Mấy bức thư này là Nhung gửi cho anh thì phải. Lần đó vào buổi chiều tan học, Khánh nhớ ra mình còn quên quyển tập trên lớp nên trở vào lấy. Ai nhìn thấy Nhung đang lục lọi cái gì đó trong bàn của mình. Lại gần kiểm tra thì mới biết đó là bức thư tỏ tình. Khánh cũng nhớ đó là lần tình cảm của Nhung với Khánh tiến triển vượt lên trên tình bạn. Khánh không biết bản thân anh đã bỏ lỡ một người từng yêu mình tha thiết, một cô gái hiền lành và tốt tính. Những bức thư tỏ tình ấy thực ra là của Như Hoa. Nhung là một đứa tình cờ nhìn thấy nên có ý định lấy vứt chúng đi. Ai mà ngờ Khánh quay lại đột ngột, nên không còn cách nào khác, cô ta đành phải thừa nhận những bức thư đó là của mình. Khánh bỏ lại tất cả vào trong ngăn bàn, tự nhủ với lòng sẽ không để những cảm xúc kỳ lạ ấy lấn át lý trí. Thế nhưng bản thân không tự nhủ mà nhớ tới Như Hoa, nhớ tới những mảnh giấy mà Như Hoa đã viết cho anh. Khánh lấy những tờ giấy đó ra ngẫm nghía. Đột nhiên anh giật mình thán thốt, nhận ra nét chữ Như Hoa y hệt với những nét chữ trong mấy lá thư đó. Khánh lấy hai nét chữ ra so sánh, quả thực là rất giống nhau. Tim Khánh đột nhiên đập mạnh, hồi hộp không thôi. Trong lòng rất khó chịu, như thể bản thân mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, khi đã dần ổn định cảm xúc, Khánh nằm xuống giường cố ru bản thân vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ bản thân cứ nhớ tới Như Hoa. Lòng ngực anh bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh thực sự đã bỏ lỡ Như Hoa đến như vậy sao? Buổi tối hôm đó, Khánh cứ trằn trọc mãi không thể ngủ,
nên ra ngoài hàng ban ngồi đợi anh hai Thuận về. Một lúc sau, Khánh chợt nhớ ra một số chuyện nên trở vào bên trong, lấy mấy lá thư bỏ vào túi rồi âm thầm đi ra khỏi nhà. Anh muốn tìm Nhung hỏi cô ta về những lá thư đó. Nhà Nhung cách nhà Khánh mấy trăm mét, anh phải đi qua 3-4 ngôi nhà mới tới nhà của Nhung. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào nhà vẫn còn sáng đèn, Khánh mạo muội gọi lớn. Bác Sáu ơi, bác Sáu, mở cửa cho con với bác Sáu ơi. Bà Hà đang ngồi xem tivi cùng với con dâu. Nghe tiếng gọi thì lật đật chạy ra, vừa nhìn thấy Khánh, bà ta có chút kinh ngạc. Cậu tìm tới con Nhung sao? Nghe bà ta nói, Khánh còn chưa kịp trả lời, bà ta đã lên giọng mỉa mai. Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, nay nhớ ra rồi sao? Tính tìm con Nhung nhà tôi ăn vạ hay gì? Không có cửa đâu. Con Nhung nó có bạn trai khác rồi, sang năm làm đám cưới. Khánh nghe xong, trong lòng rất khó chịu, như đạp trúng phải phân, như vì mục đích đến đây. Nếu chưa có kết quả, anh sẽ không trở về. Khánh cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Anh nhẹ nhàng nói với bà Hà. Bác cứ yên tâm đi. Con không đến đây để níu kéo Nhung. Con chỉ muốn hỏi cô ấy một số chuyện rồi về ngay. Bà Hà nhìn chằm chằm Khánh, bán tín bán nghi hỏi. Có thật hay không? Con nói thật. Vậy thì cậu đợi chút đi. Dứt lời bà ta đi một hơi vào bên trong, ngay cả cửa cũng không chịu mở cho Khánh. Một lúc sau, Nhung mặc chiếc váy dài ngang gối, lệch vai, bước ra một cách duyên dáng xinh đẹp. Nhìn thấy Nhung, Khánh có chút ngỡ ngàng, không phải vì anh tiếc nuối gì, mà là vì anh cảm thấy cô ta đã thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái quê chân chất. Khánh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân anh không tồn tại cảm xúc xao xuyến hay rung động gì với cô gái trước mặt. Mặc dù anh từng có khoảng thời gian yêu đương, hẹn hò với cô ta. Vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc của Khánh vẫn nhìn chăm chú Nhung chứ không hề né tránh. Nhung bước tới bên cạnh dường như không muốn mở cửa cho anh. Tuy nhiên, nhờ cánh cửa có chiều khe hở cỡ chiều dài bàn tay, nên Khánh không có để nhìn thấy bên trong lẫn nét mặt của Nhung. Cô ta đứng bên trong vẻ mặt tự cao, cái mặt cũng ngước lên đầy vẻ kiêu kỳ nói. Đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi không còn gì để nói với anh cả. Nếu đến đây để níu kéo thì đi về đi. Khánh cười khẩy đáp. Cô cứ yên tâm đi, tôi không đến đây để níu kéo cô. Giả vờ làm cái gì? Nhìn cái đầu của anh sau khi mọc tóc lại, gương mặt vẫn như xưa. Chắc gầy đi nhiều hả? Trông ốm nhom như cây tre miểu. Chỉ cần có cái mặt đẹp trai thôi thì lượm ve chai cũng kiếm được vợ rồi. Không cần cô phải bận tâm đâu. Nói rồi Khánh rút mấy cái thư tự trong túi ra đưa cho Nhung xem. Anh nghiêm túc bảo, nếu như cô đã nói chúng ta không là gì của nhau hết, thì xin cô hãy nói cho tôi biết, mấy cái lá thư tỏ tình này có phải chính tay cô viết hay không? Nhung nghe Khánh nói mà ngạc nhiên. Lá thư gì? Thư gì cô mở ra sẽ rõ tôi. Nhung nhìn Khánh đầy nghi hoặc, sau mấy giây chần chừ thì cô ta cũng mở lá thư ra. Nhìn mấy câu tỏ tình một cách sến sẩm ấy, Nhung cảm thấy rùng mình, cũng nhớ ra bức thư này là của ai viết. Nhung nhìn Khánh rồi nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt xem thường anh bảo. Đến giờ mà anh vẫn còn giữ sao? Anh đúng thật là giống con nhỏ đó y hệt. Khánh trở nên kích động. Đừng có vòng vo tam quốc. Nhung quanh tay trước ngực nhìn Khánh với ánh mắt thương hại. Tôi sẽ nói cho anh biết. Hồi xưa tôi nhìn thấy Như Hoa bỏ mấy bức thư đó vào ngăn bàn của anh. Lúc đó tôi cũng thích anh nên đã nhận mấy bức thư đó là của tôi. Chứ tôi chưa bao giờ viết mấy câu tỏ tình như vậy cả. Là Như Hoa viết tất cả đấy. Năm đó anh là hot boy của trường, còn con nhỏ đó vừa luồn vừa đen, nên nó tự ti không dám đứng trước mặt anh để tỏ tình thôi. Nhung vừa nói dứt câu, Khánh đã siết chặt nắm đấm trong tay, như đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Mắt anh nhìn Nhung sắc lạnh như dao, sau đó lạnh lùng nói một câu. Người trơ trẽn và vô liêm sỉ như cô sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Từ bây giờ hãy sống cho tử tế và tụng kinh sám hối đi. Nói xong anh quay lưng đi, để lại Nhung với bộ mặt đầy hầm hực và bực tức. Cô ta gào lên bảo, anh có ngon thì đứng lại đó cho tôi. Nghe con gái gào thét ngoài sân,
Bà Hà tưởng có chuyện gì, liền chạy ra hỏi. Có chuyện gì thế con? Sao mà la dữ vậy? Nó chửi nhà mình vô liêm sỉ đó mẹ à. Còn bảo ngày ngày tụng kinh sám hối cho bớt nghiệp đi. Nó dám nói với con như vậy luôn sao? Nó nói như vậy đó. Thôi mặc kệ nó đi. Chắc nó biết mình không thể níu kéo con trở về, nên bực tức mới đến nhà chúng ta gây chuyện đấy. Nhưng mà con tức lắm. Tức làm gì cho mệt. Thôi đi vào nhà. Hai mẹ con bà Hà nắm tay nhau bước vào nhà, vừa đi vừa thủ thỉ, dùng nói khẽ. Mẹ ơi, chị hai có gửi vàng cho mẹ giữ không thế? Có, gửi từ hôm đám rồi. Cho con xin đi. Thôi đi, vàng đó mẹ để phòng thân. Mẹ tiền nhiều như vậy, mẹ còn cất 2 tỷ của anh Hải. Mày bé bé cái miệng thôi. Một tháng đưa mày 10 triệu xài không đủ hay gì? Còn thằng Quân nữa, lâu lâu nó lại cho tiền mày. Mày đâu có thiếu tiền chứ. Con biết, nhưng mà con thích sợi dây chuyền của chị hai. Nhung vừa nói dứt câu, Kim Thoa cũng tình cờ từ trong phòng bước ra nên nghe thấy. Cô ta hốt hoảng, sợ bị bại lộ chuyện mua toàn vàng giả để lấy lòng mẹ chồng, nên nhanh trí tháo sợi dây chuyền thật đang đeo trên cổ xuống, rồi tiến ra ngoài phòng khách đưa cho Nhung. Em lấy dây chuyền của chị đeo đi. Còn chỗ vàng cưới đó là kỷ niệm của vợ chồng anh chị. Kim Thoa cất giọng ân cần, tinh tế, với vẻ mặt thân thiện rạng rỡ. Mẹ con bà Hà mừng thầm trong lòng. Gia đình họ đúng là rước nhầm thần tài. Con dâu chẳng những đẹp, giàu mà còn chịu chi. Nhung rối rít nhận lấy sợi dây chuyền rồi cảm ơn chị dâu. Sau đó hí hửng trở về phòng, khoe với người yêu. Lúc này Bảo An đã về phòng. Mấy hôm nay, ngoài giờ đi làm ra thì buổi tối, anh ta chỉ có mỗi chuyện chơi game là giỏi thôi, chứ chẳng chịu quan tâm tới ai. Nếu cứ đà này, Kim Thoa ngu gì để có con, sau này ly hôn lại khổ mình, thiệt thòi cho đứa trẻ. Cô ta mua cả lọ thuốc tránh tai và lọ vitamin, sau đó về nhà tráo đổi. Thế là anh chồng tưởng cô ta uống vitamin, chứ thật ra cô ta uống thuốc tránh tai. Về phần Khánh, sau khi biết được sự thật về những bức thư tỏ tình năm xưa, Khánh cảm thấy có lỗi và dằn vặt vì đã đối xử vô tình với Như Hoa. Khánh đi tìm điện thoại của mẹ, muốn gọi cho Như Hoa, nhưng khi điện thoại đã cầm trên tay, lại không can đảm ấn gọi. Đúng lúc, Khánh nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cửa, nên bỏ điện thoại xuống chạy ra ngoài cổng. Thấy anh Hai Thuận đi làm về, là nôn nao tới mức còn chưa kịp để Thuận dắt xe vào nhà, đã hỏi mượn điện thoại. Anh Hai, điện thoại của anh còn pin không vậy? Còn, mà có chi không? Cho em mượn chút đi. Thò tay vào trong túi quần của anh lấy ra. Khánh hí hửng làm theo. Lấy được điện thoại xong thì đi vào phòng. Thuận thấy em trai gấp gáp như thế thì lên tiếng sốt ruột. Mày đi chậm thôi, nhanh thế vấp té lại khổ. Em đi được rồi, sáng em trả điện thoại cho anh. Ừ, để lãnh lương tháng này anh mua cho mày cái mới. Thôi khỏi anh ơi, em ở nhà có đi đâu đâu mà mua cho tốn tiền chứ. Thì mua cho mày giải trí, ở nhà đi tới đi lui không? Không cảm thấy chán sao? Anh có tiền thì em mua cho em một cái, khi nào em có tiền em sẽ trả lại cho anh. Thôi, biết chừng nào mày mới có chứ. Nói rồi Thuận đi thẳng ra phía sau nhà tắm rửa, Khánh thì đem điện thoại lên phòng. Ngồi trên ghế, điện thoại thì để trên mặt bàn ngay trước mặt. Chưa có làm gì mà trái tim Khánh đã đập dồn dập. Khánh ngỡ ngàng tới mức cả người đơ như tượng, vì chẳng biết đây là cảm xúc gì mà lại khiến cho anh trở nên mất bình tĩnh như thế. Khánh nhận ra mình không nên nóng vội gọi điện thoại. Anh sẽ tìm Facebook của Như Hoa để tìm hiểu xem cuộc sống của cô thế nào. Sau một hồi cực lực tìm kiếm, Khánh cũng đã tìm ra được nick Facebook của Như Hoa nhờ cái ảnh đại diện giống hệt như cô hồi còn ở bệnh viện. Tự dưng Khánh lại hồi hộp một cách kỳ lạ. Mãi một lúc sau anh mới có thể ổn định được tâm trạng. Ấn vào trang cá nhân của Như Hoa, thông tin hiển thị rất ít, hình như cô ít có cập nhật lên trạng thái. Ngoài cái ảnh đại diện là hình ảnh của chính mình ra, thì cũng chỉ có mỗi một bài viết cách đây hơn 3 tháng. Bài viết để tâm trạng buồn bã, hình ảnh kèm theo là một người ngồi trên xe lăn, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân. Được chụp phần chân, hình như đó là một người vừa trải qua phẫu thuật và mất đi chân trái.
Tay Khánh đột nhiên run lên, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống tạo thành một tiếng động lớn. Anh vừa nhìn thấy cái gì đây chứ? Là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của Như Hoa. Là Như Hoa bị cưa chân sao? Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí não, khiến cho Khánh đứng bật dậy. Hai tay vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác đau nhói ở lồng ngực khiến anh bàng hoàng nhận ra cảm xúc quá chân thật, xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng. Khánh cầm lấy điện thoại, lục tìm trong số những bạn bè ít ỏi của Như Hoa, thì tìm ra được nick Facebook của anh trai Như Hoa. Ngay khi nhìn thấy những bài đăng trên trang cá nhân của anh ấy, Khánh đã đau lòng tới mức bật khóc. Bài đăng đó chỉ có vỏn vẹn mấy dòng như thế này: em gái của anh thật phi thường. Phía dưới những dòng chữ ấy là hình ảnh Như Hoa ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn cái chân cụt của mình với ánh mắt buồn bã, tiếc nuối. Và còn có thêm một video Như Hoa đang cố gắng tập đi bằng nặng. Khánh có cảm giác trái tim mình vừa bị hởn đi một nhịp, lồng ngực trở nên đau nhói, một nguồn cảm xúc đau lòng dặn xé tâm can đang chảy mạnh mẽ trong con người của Khánh. Để rồi khi anh bàng hoàng nhận ra cái ngày mà Như Hoa bị tai nạn, cũng là những ngày anh còn nằm trong bệnh viện chờ rẫy, chống chọi với những cơn đau hành hạ, thì Khánh đã không kìm được những giọt nước mắt chan hòa rơi xuống hai bên má. Khánh nhận ra mình đã quá cố chấp mà bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc quý giá. Cứ tưởng đẩy cô gái hiền lành tốt bụng đó ra xa thì cô ấy sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, không còn phải cực khổ, lo lắng, quan tâm cho người ngoài không thân thiết như anh. Khánh cứ nghĩ rằng cô quá tốt bụng và thánh thiện đến mức vô lý như thế. Nhưng không phải vậy, tất cả đều là do anh mà ra. Cô ấy như vậy tất cả là do anh. Buổi tối hôm đó, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, thì Khánh vẫn còn nằm trằn trọc trên giường. Cuối cùng vẫn không thể thắng được con tim mách bảo, anh đã lấy điện thoại gọi cho Như Hoa. Tiếng chuông ngân dài là chừng ấy thời gian, trái tim Khánh hồi hộp tới mức muốn ngừng đập luôn lúc ấy. Đột ngột điện thoại được kết nối, một giọng nữ trong trẻo, ấm áp vang lên. Alo, là ai vậy? Khánh vẫn không thể thôi kích động trong lòng, anh cố để bản thân trở nên bình tĩnh, muốn nói một câu hỏi thăm để kéo gần khoảng cách, nhưng cuối cùng anh lại không thể chiến thắng được lý trí. Đầu dây bên kia lại tiếp tục nói. Ai đấy? Nếu không nói gì thì mình cướp máy đó. Sau câu nói đó, trong điện thoại truyền đến tiếng ngắt điện thoại quen thuộc. Khánh thất vọng với chính bản thân, anh bỏ điện thoại xuống. Đêm hôm ấy là một đêm dài đằng đẵng. Mấy hôm sau, Huy đã nhận được giấy báo đi phỏng vấn ở công ty. Thế là cô đi luôn hôm ấy, bởi vì không có xe máy nên Huy đi xe đạp. Phải dậy từ sớm đạp xe trong con hẻm ra quốc lộ, rồi lại đón xe buýt mới kịp giờ phỏng vấn cùng mọi người ở công ty. Lúc Huy đến công ty, cũng là lúc cô chạm mặt Thuận, trống ngực lại đập liên hồi. Cái cảm giác khó chịu này chỉ khiến cho Huyền muốn chạy trốn ngay lập tức. Huyền né tránh ánh mắt của Thuận, cô lầm lụi bước đi, mặc kệ đoạn đường phía trước có dẫn đến đâu đi chăng nữa. Huyền hoang mang không biết duyên nợ giữa hai người là gì mà cứ tình cờ gặp nhau mãi như thế. Cô dám chắc đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không phải, vậy chẳng lẽ là sự sắp xếp của số phận chăng? Huyền đang đi thì bị bàn tay của ai đó nắm lấy cổ áo kéo lại. Cô giật mình quay đầu thì thấy Thuận đang đứng ở phía trước. Nhìn cái mặt lạnh băng của anh, tự dưng Huyền lại cảm thấy áp lực. Cô ấp úng nói. Sao anh kéo tôi chứ? Tôi không kéo áo cô, là cô đâm sầm vào cột gốc rồi đấy. Không cảm ơn thì thôi, ở đó mà khó chịu. Nói rồi, Thuận đi một hơi vào trong công ty, để lại Huyền tấn tờ nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn. Buổi phỏng vấn dành cho công nhân chỉ kéo dài 2 tiếng, sau đó mọi người được dẫn lên hiện trường làm việc. Trùng hợp thay Huyền lại được phân công làm chung dây chuyền với Thuận, còn ngồi đối diện với anh. Khỏi phải nói Huyền đã xấu hổ tới mức nào, trên đời này sao lại có cái cảnh trái ngang đến mức ấy cơ chứ? Suốt cả buổi Huyền bối rối, ngại ngùng tới mức chẳng thể làm chuyện gì cho ra hồn, lại còn để Thuận phụ mình mới theo kịp tiến độ trên ban chuyện. Đến nỗi Thuận phải lên tiếng để bình thường hóa quan hệ của cả hai.
Cô không cần phải cố tỏ ra né tránh ngại ngùng hay là xấu hổ trước mặt tôi. Cứ thoải mái đi. Bây giờ tôi và cô cũng chẳng là gì của nhau cả. Nghe Tuấn nói như thế, Huyền như rút đi phần nào sự áy náy. Nhưng không hiểu trong lòng lại buồn man mác. Huyền nhẹ giọng nói. Tôi biết rồi. Mà tôi cũng cảm ơn anh đã không chấp nhận chuyện khi xưa. Được nói chuyện với anh thế này là vui lắm. Sau cuộc nói chuyện ngắn với Thuận thì Huyền có tự tin hẳn. Một ngày sau nhanh chóng kết thúc. Huyền và Thuận làm chung chuyện nên cả hai tăng ca tới 8 giờ tối. Riêng Huyền thì cô lại lo sốt vó lên vì quên mất mình đi xe buýt đến đây. Tối thế này cũng đâu có xe buýt đâu để về chứ. Huyền nghĩ ngay đến em trai cũng đang làm ở gần đây nên nhờ nó chạy qua rước luôn. Em về chưa? Chạy qua đây rước chị với. Hôm nay em không có tăng ca, em về hồi 5 giờ rồi. Trời đất ơi, vậy chị về bằng kiểu gì đấy? Chẳng phải chị làm chung với anh Thuận sao? Nhờ anh ấy trở về đi, tiện quá rồi còn gì. Sao mày biết chị làm chung với anh Thuận? Em quên mất, em đã trả cho anh ấy 1 triệu tiền đóng viện phí giùm chị hôm đó rồi đó, nên có gặp gỡ liên lạc với anh ấy. Nói xong, thằng em cướp máy, không đợi Huyền nói thêm câu nào. Đến đây Huyền lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Hôm nay mới là lần đầu tiên cô đến đây làm việc, mới biết mình làm chung với Thuận. Chẳng lẽ tới cái chuyện làm chung công ty mà thằng Minh, em Huyền với Thuận cũng đem ra bàn tán. Như vậy chuyện quá khứ của chị lẽ nào Thuận đã biết? Ai chứ, cái thằng Minh đó nó nhiều chuyện lắm. Chị nó bây giờ đang độc thân, biết đâu nó nhân cơ hội kiếm chồng cho chị Huyền cũng không chừng. Ôi, nghĩ tới đây Huyền đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Huyền cứ đứng ở ban chuyện chần chừ không chịu đi. Mãi cho đến khi có đồng nghiệp thúc giục, Huyền mới nhanh chóng rời khỏi hiện trường làm việc. Lúc xuống dưới đất, quay qua quay lại đã không thấy Thuận đâu. Huyền buồn bã bước ra khỏi cổng công ty. Đang rầu rĩ không biết về nhà bằng cách nào thì đột nhiên có một chiếc xe đang chạy bỗng thắng lại ngay trước mặt Huyền. Cô giật mình ngước lên theo bản năng thì nhận ra đó không ai khác, lại chính là Thuận. Anh bảo, lên xe đi, tôi chở cô về. Thằng Minh em cô gọi điện nhờ tôi chở cô về hộ đấy. Vậy sao? Vậy là phiền anh quá. Nói rồi Huyền bẽn lẽn leo lên xe. Chiếc xe sau đó chậm chậm chạy trên đường. Nhìn cảnh vật xung quanh, Huyền lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Trong lòng bất giác dâng trào lên một niềm xúc động. Đôi tay cũng tự dưng ôm lấy eo của Thuận theo bản năng. Chủ Huyền gửi xe đạp là một tiệm tạp hóa. Cô cũng thường xuyên mua đồ ở đây, nên khi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó như Huyền lướt qua thì cô chủ liền gọi lớn. Huyền, ai chở vậy? Con không lấy xe vậy hả? Để đây luôn sao? Thuận nghe tiếng gọi thì lập tức dừng lại trước khi xe của anh kịp rẽ vào con hẻm. Chiếc xe dừng lại, Huyền mới nhận ra suốt quãng đường đi mình đã ôm Thuận một cách vô thức. Huyền vội vàng buông tay và bắt gặp ánh mắt thích thú cùng với nụ cười đầy hàm ý của Thuận. Huyền xấu hổ quá, cô bảo. Anh cười cái gì? Thuận cười hô hố rồi đáp. Cô đang có tật giật mình sao? Tôi cười vì cô... Nói tới đây Thuận lại không nói tiếp, mà ghé sát vào tai của Huyền thì thầm to nhỏ. Tôi cười vì cô dường như chưa có quên đi quá khứ mặn nồng giữa tôi với cô. Hồi đó mới yêu đương, cô cũng ôm eo tôi ngọt sớt thế này còn gì. Huyền thẹn quá, hóa giận, đấm vào lưng Thuận. Anh thôi đi, anh học ở đâu cái thói treo ghẹo phụ nữ như thế chứ? Bản năng. Thuận vừa nói dứt câu là một giọng nói đặc trưng của phụ nữ trung niên vang lên. Bạn trai của con đó hả Huyền? Huyền cười cười gượng gạo, nhìn cô bán tạp hóa, nhưng còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nói thêm. Nhìn con nhỏ bé tí thế kìa, mà có bạn trai cao to đẹp trai dữ. Như vậy cưới nhau về đỡ đần mọi chuyện cho nhau đỡ vất vả. Huyền xấu hổ đỏ mặt, vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải bạn trai con đâu, là bạn bình thường thôi. Cô tạp hóa lại phán một câu. Bạn bình thường, sao mà mặt mày đỏ lè như quả cà chua vậy chứ? Tao không có tiền đâu, chừng nào cưới nhớ mời cô đó. Lời cô tạp hóa vừa dứt, Huyền đưa tay lên sờ mặt theo bản năng, xấu hổ muốn chết. Chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho khuất mắt. Thuận đứng ở đó cười khoái chí. Huyền nhìn thấy thế lại càng xấu hổ hơn nữa. Để cho bớt xấu hổ, Huyền chỉ còn cách chạy đi, dẫn xe đạp rồi leo lên xe, đạp về nhà.
Đoạn đường từ nhà cô tạp hóa về đến nhà của Huyền cũng không có xa, chỉ mất khoảng 15 phút đạp xe. Đạp xe một lúc, Huyền mới lấy lại bình tĩnh. Cô vừa chạy vừa ngẫm trong lòng. Cái chuyện xảy ra hôm nay là do trùng hợp bình thường thôi. Cô không nên mơ tưởng viển vông hay hy vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ với Thuận. Tổn thương tình cảm năm đó cô dành cho anh không thể một sớm một chiều là có thể dễ dàng quên đi. Với lại Huyền đã có một đời chồng, cô chỉ hy vọng tương lai mọi điều sẽ được như ý, suôn sẻ và mãn nguyện lắm rồi. Như khi Huyền nhớ lại biểu cảm của Thuận lúc nãy, trong lòng lại có chút xốn xang. Mãi chú tâm tới chuyện riêng, Huyền không để ý Thuận thật ra đang âm thầm chạy theo phía sau. Đến khi cô nghe được tiếng xe máy ở phía sau, Huyền mới chợt mình quay đầu lại. Thấy bóng dáng quen thuộc của Thuận đang đứng chậm chậm chạy về phía mình, cô ngỡ ngàng lên tiếng. Sao lại đi theo tôi? Tôi thấy trời đã tối nên không yên tâm để cô đi một mình, nên đi theo cô thôi. Anh rảnh quá vậy. Ừ, tôi thấy tôi cũng đang rảnh đây. Huyền nhìn anh ánh mắt rưng rưng. Dù trời tối nhưng Huyền vẫn cảm nhận được gương mặt hiền lành phúc hậu của anh. Huyền bảo, anh về đi, còn một đoạn nữa là đến nhà tôi rồi. Thôi, tôi đang rảnh, thấy cô về nhà an toàn rồi tôi về luôn. Huyền cũng bó tay với câu trả lời của Thuận nên tiếp tục chạy xe, mặc kệ anh vẫn luôn đi theo. Lúc đến cổng nhà mình, Huyền lo lắng cho anh nên quay đầu nhìn lại. Cổng nhà cô gắn một cây cột đèn nên đủ ánh sáng để nhìn mọi thứ xung quanh. Huyền không khó để nhận thấy gương mặt mệt mỏi của Thuận. Anh về đi, tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn anh. Thuận đáp ừ một tiếng rồi lầm lũi quay xe. Huyền tưởng anh đã đi nên cũng vội vàng mở cửa bước vào. Vừa đá chân chống xe xuống thì bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói của Thuận. Anh bảo, nếu cô về xóm tôi làm dâu thêm lần nữa, cô có ngại chạm mặt nhà chồng cũ hay không? Câu nói của Thuận vừa dứt cũng là lúc sự dằn vặt áy náy và cảm thấy có lỗi tận cùng của Huyền dành cho Thuận dường như đã vỡ nát từ đây. Hai tay Huyền run run siết chặt, từ từ quay đầu đối diện với Thuận đang đứng cách cô tầm 1 mét. Huyền cũng không biết mình có hiểu đúng ý tứ trong lời nói của Thuận hay không, mà khóe mắt cứ ương ướt rồi nước mắt cứ vậy tuôn dài. Huyền giật mình đưa tay lên lau nước mắt. Huyền cố kiềm nén cảm xúc, cô đáp, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Thuận không trả lời mà nhìn cô chăm chăm. Sao lại khóc? Tôi không có khóc. Tôi thấy cô lau nước mắt. Không có đâu, anh đi về đi. Dứt lời, Huyền đi một hơi vào nhà. Mọi người đã đi ngủ sớm hết cả. Không gian bốn bề im ắng, cảm xúc của Huyền mới thực sự vỡ òa. Cô khóc không thành tiếng, giọng nghẹn ngào cất lên. Có thể trở lại như lúc đầu được hay sao? Sáng hôm sau, Huyền lại dậy sớm như mọi khi. Cô lại dắt xe đạp ra cổng, nhưng khi nghỉ ngày tới em trai mình cũng đang làm ở tỉnh nên dắt xe trở vào. Cô nói với mình, em đi làm rồi chở chị đến công ty luôn được không? Được, nhưng mà hôm nay em bận chở bạn rồi. Em hứa với nó rồi, không nuốt lời được đâu. Vậy chị đi làm sao giờ? Tối tăng ca thì chở chị về nha. Em gửi chị cho anh Thuận rồi kia mà. Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà chở chị đi làm luôn. Chị chỉ cần đợi anh ấy đến là được rồi. Thôi, em đi ăn sáng đây. Nói rồi Minh rồi xe máy chạy đi. Huyền như sực nhớ ra chuyện gì nên gọi với theo. Đợi đã, nè, chờ chị. Minh dừng xe lại bảo, chị có chuyện gì sao? Em có kể hết chuyện của chị cho anh Thuận nghe không đó? Em kể hết rồi, tất tần tật, từ A tới Z. Huyền nghe em trai nói thì sừng sốt. Sao lại kể cho người ta nghe vậy chứ? Kể để cho anh ấy đừng có hiểu nhầm chị, biết đâu hai người nối lại tình xưa rồi lấy nhau sống hạnh phúc. Nói rồi Minh không đợi Huyền trả lời, đã rồ xe máy chạy đi mất hút. Huyền ngồi trên chiếc xe, bần thần suy nghĩ về những lời nói của em trai. Anh ấy đã biết tất cả, sau này nếu muốn nói chuyện một cách tự nhiên với anh ấy cũng rất khó. Huyền đang suy nghĩ thì có tiếng xe máy. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Thuận chạy xe vào rồi đậu trước cửa nhà mình. Cả hai nhìn nhau không nói một tiếng tới mấy giây. Cái không khí ngượng ngùng này chẳng kéo dài bao lâu, cho đến khi bà Liên từ trong nhà bước ra.
Thấy Thuận, bà liền nhận ra ngay. Bà rối rít mời chàng rể Hụt vào trong nhà. Thuận đó hả con? Lâu quá bác mới gặp lại con. Con để xe đó rồi vào nhà chơi chút đi. Thuận lễ phép đáp. Dạ, con đến chỗ Huyền đi làm. Vào nhà chơi 5-10 phút rồi hẳn đi. Bây giờ mới hơn 6 giờ chút thôi. 7 giờ rưỡi mới vào làm ca đúng không? Dạ, 7 rưỡi mới vào ca. Huy vội vàng ngăn mẹ. Thôi đi mẹ ơi, anh ấy chắc còn chưa ăn sáng đâu. Huy nói xong là đưa mắt về phía Thuận. Thuận đáp. Con ăn rồi. Dứt câu, Thuận đi một hơi vào nhà một cách tự nhiên. Thuận ngồi ở ghế, mẹ Huyền rót ly nước đưa cho anh uống. Hai người hỏi thăm qua lại, tưởng cũng chỉ là mấy câu xã giao. Cho tới khi Huyền nghe mẹ mình hỏi Thuận một câu. Con với con Huyền nhà bé có quan hệ thế nào? Huyền không đợi Thuận nói đã khẩn trương đáp ngay. Bạn cũ gặp lại thôi. Nghe Huyền nói như vậy, Thuận chỉ mỉm cười rồi cũng không đáp. Bà Liên mẹ Huyền lại hỏi tiếp. Thế con đã có vợ con gì chưa? Dạ chưa. Thế sao? Lần trước con Huyền bị ngất giữa đường, con đưa nó vào bệnh viện, con đóng hộ tiền viện phí. Bác cảm ơn con nhé. Dạ không có gì đâu bác ơi. Bà Liên hỏi vòng vo, cuối cùng vẫn không có can đảm nhắc về quá khứ của con gái, nên đành thôi. Dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, con mình cũng là người phụ bạc người ta. Giờ nhắc lại chỉ làm khổ cả hai đứa nó. Tốt nhất, hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Thuận ngồi chơi rồi sẵn tiện ngắm nghía nhà của Huyền, xem có thay đổi gì so với mấy năm trước hay không. Nó vẫn đơn giản như thế. Có khác là tường đã được xây mới, không còn những tấm thiết tạm bợ. Ngồi chơi đâu được mấy phút, Thuận đang định đứng dậy thì cái thằng Sơn, em út của Huyền, không biết từ đâu ôm ra một thùng giấy to rồi để trước mặt Thuận. Sơn bảo, anh lựa coi trong này có đồ nào của anh không? Chị Huyền bỏ cái thùng này trong phòng của em mấy năm rồi đó. Cứ lâu lâu chị ấy lại đem ra ngắm, còn gọi tên anh nghe có vẻ tiếc nuối lắm. Huy đang ngồi ghế ở ngoài hành lang, nghe thằng em trai bán đứng chị gái thì chạy vào, bụng miệng đó mà không kịp. Xấu hổ quá, chỉ đành ôm cái thùng giấy chạy đi. Đi mấy bước, lại vấp, khiến nó rơi tứ tung. Huy xấu hổ tới mức muốn kiếm cái lỗ chùi xuống cho xong. Thuận chạy tới phụ Huyền nhặt lại từng món đồ bỏ vào trong thùng. Khoảnh khắc đích thân mình nhặt từng món quà đã từng tặng mối tình đầu, trong lòng Thuận có biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Anh cũng nhận ra đã bao lâu rồi anh không được vui vẻ giống như bây giờ. Tôi đang thắc mắc, không biết cô có ngoại tình tư tưởng hay không? Huyền lườm Thuận đáp. Đương nhiên là không. Một khi tôi đã buông rồi thì những thứ này chỉ là kỷ niệm thanh xuân. Giữ kỷ niệm thanh xuân lâu như vậy, xem ra cô cũng là người lụy tình quá đấy. Nhặt xong số đồ rơi dưới đất, Thuận chào mẹ Huyền rồi bước ra ngoài sân đợi cô. Suốt quãng đường đến công ty, cả hai không nói với nhau một câu. Khúc mắc trong lòng cả hai đã dần được tháo bỏ, nhưng chắc do cái tuổi quá lớn nên chưa ai chịu mở lòng với đối phương. Cả ngày dài làm việc, dù đang ngồi đối diện, nhưng công việc của ai người nấy làm. Cứ lâu lâu cả hai lại liếc mắt nhìn đối phương. Khoảnh khắc bị phát hiện nhìn lén đối phương, cả hai đều có chung cảm xúc là đập thình thịch, hồi hộp, bối rối như những ngày đầu mới yêu nhau. Buổi tối công ty lại tiếp tục tăng ca tới 8 giờ tối. Huyền bước ra trước đợi Thuận. Cô đứng ngay ở đối diện cổng công ty dưới gốc cây to. Nhìn lên trời hôm nay không có trăng, lầu lầu tiếng gầm chớp báo hiệu một trận mưa sắp tới. Huyền nhìn bên kia thấy Thuận, phát hiện Thuận dường như không thấy mình. Huyền gọi với theo bản năng. Anh Thuận, em ở đây. Thuận nghe giọng nói quen thuộc thì ngưng lại. Huyền hớn hở chạy đến bên anh. Khoảnh khắc ấy, Thuận lại nhớ tới quá khứ và nhận ra rằng hình bóng của Huyền chưa bao giờ vơi đi trong tâm trí anh. Huyền vẫn như vậy, vẫn đẹp mặn mà với những đường nét thanh tú. Bao năm qua, vẫn không có gì thay đổi. Huyền leo lên xe và nói. Đi thôi anh, sắp mưa rồi đó. Thuận mỉm cười, tự dưng anh lại không muốn vạch trần cô gái ấy. Để coi bao giờ Huyền nhận ra bản thân mình đã vô thức thay đổi cách xưng hô với anh. Ôm chặt vào. Sau câu nói mời gọi của anh, Huyền cũng vòng tay ôm qua eo anh.
Khoảnh khắc ấy, Huyền cũng chợt nhận ra bản thân mình đã xưng hô một cách thân mật trong vô thức với anh. Huyền nhanh chóng rụt tay lại, còn Thuận thì lập tức giữ chặt tay cô đang ôm lấy eo mình. Anh bảo, hãy sống với cảm xúc thật của mình đi, đừng có giả vờ như vậy nữa. Câu nói ấy của anh đã khiến cho Huyền rung động mãnh liệt. Cô không rút tay lại mà ôm lấy eo anh. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên đường, cũng cảm nhận rõ nhịp đập thổn thức của trái tim. Chạy một lúc thì trời đổ mưa, sấm chớp kéo đến liên hồi. Cả hai người cố chạy một lúc nữa thì thấy một quán nước, định tấp vào trú mưa thì cô chủ quán chạy ra bảo, mưa lớn, chị đóng cửa nghỉ sớm em ơi. Cả hai thất vọng chạy đi. Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp mỗi lúc một liên hồi. Trên đường cũng chỉ còn lại những chiếc xe hơi đang chạy bất chấp. Bây giờ sao đây? Hay là dầm mưa về nhà luôn? Thuận nói lớn tiếng để Huyền có thể nghe thấy, cô đáp. Về đại luôn đi anh, dù gì quần áo cũng đã ướt hết sạch rồi. Thuận tiếp tục lái xe đi. Mưa lớn khiến đường trơn hơn, màn mưa che khuất tầm nhìn, khiến Thuận không làm chủ tay lái và bị sập ổ gà. Cả người và xe ngã xuống mặt đường, chiếc xe cũng không thể nổ máy. Hai người, một xe dắt bộ một quãng. Thuận nhìn thấy một nhà nghỉ bên đường vẫn còn sáng đèn nên đánh liều lên tiếng. Hay là vào nhà ngủ nghỉ một đêm, sáng mai rồi về, mưa lớn thế này cũng không tìm được tiệm sửa xe. Huyền đứng hình mất mấy giây khi nghe lời đề nghị của Thuận. Nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại, cũng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Quyết định vậy đi, ngủ ở đây một hôm, sáng mai rồi tính. Cả hai quyết định dắt xe qua bên kia. Nhà nghỉ này trên dưới chắc cũng chỉ có 10 phòng. Hai người bước vào chỗ lệ tân, sau đó dò hỏi còn một phòng duy nhất nằm ở trên lầu 1. Cả Thuận và Huyền đều nhìn nhau. Huyền thì e ngại, trong khi Thuận thì cảm thấy may mắn. Trong lòng Thuận đã suy nghĩ đến chuyện ngỏ lời tái hợp với Huyền. Anh muốn nhân cơ hội hôm nay sẽ nói luôn một thể. Hai người quyết định ở phòng đôi. Lúc nhân viên nhà nghỉ dẫn lên tận phòng, trong lòng Huyền không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác hồi hộp và lo lắng. Dù Thuận không phải là người xấu, nhưng nam nữ còn là người yêu cũ của nhau, ở chung một phòng thế này thì liệu có kỳ cục lắm hay không? Huyền đang suy nghĩ thì bên tai tiếng của Thuận vang lên. Còn không chịu vào đứng đó làm gì chứ? Huyền cố giữ bình tĩnh rồi đáp. À, tôi biết rồi. Huyền vừa bước vào trong, Thuận lại nói tiếp. Em vào tắm cởi đồ ướt ra đi. Trong đó có áo choàng tắm, nhớ vơi quần áo ướt lên sào để ngày mai khô còn mặc về nữa. Ờ, em biết rồi. Huyền lững thững đi vào phòng tắm, trong lòng lại bối rối. Sao bây giờ lại đổi cách xưng hô rồi chứ? Anh em ngọt xớt như thế ư? Tự dưng Huyền cảm thấy trái tim mình thổn thức. Phòng nghỉ này tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi quá. Đặc biệt là cái giường 2,5 mét, có cần phải lớn tới mức ấy không chứ? Huyền thay quần áo ướt ra rồi vắt lên giá treo đồ. Cô mở cửa bước ra, bất thình lình chạm mặt Thuận. Hai người bối rối lướt qua nhau không nói một câu. Huyền nhanh chân nhảy tọt lên giường, đắp chăn tới ngực, nghiêng người vờ ngủ tiếp đi. Một lúc sau, Huyền cảm nhận được chỗ nệm phía sau lưng bị lún xuống, một tiếng thở rất nhẹ bên tai. Tim Huyền đập thình thịch tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Để xua tan đi cái khoảnh khắc mờ ám ngượng ngùng ấy, Huyền quyết định xoay người lại đối diện với Thuận. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mấy giây đầu lại không biết phải nói sao. Mấy giây sau, Huyền nhận ra ánh mắt trìu mến, ân cần của Thuận dành cho mình. Cô im lặng nhìn anh bảo. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Sao lại nhìn em? Thuận vẫn nhìn cô bằng ánh mắt si tình ấy, nhưng anh không trả lời, còn đột ngột nhích người về phía Huyền. Huyền ngượng ngùng, cũng chưa kịp né tránh thì gương mặt của anh đã cách mình chưa tới 20 cm. Huyền à, mấy năm qua anh chưa từng quên em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Huyền siết chặt bàn tay, căng thẳng tới mức cô nhận ra lòng dạ của mình có bao nhiêu cảm giác yêu đương đang bùng cháy rào rực. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh dần, chỉ còn tiếng gió rít. Thuận vẫn hướng ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Huyền. Chỉ là Huyền không muốn nói trực tiếp mà dùng hành động để đáp lại sự chân thành và tình yêu của Thuận. Huyền đặt lên đôi môi Thuận, nụ hôn tuy có hơi vụng về, ruột rè, nhưng lại chứa cả tấm chân tình mà cô đã từng trao cho anh.
tuy đã từng bị gián đoạn nhưng hôm nay lại một lần nữa khơi dậy trong con tim của Huyền. Em biết ơn anh Thuận, suốt thời gian qua em luôn canh cánh trong lòng rằng bản thân em đã làm tổn thương anh sâu tới mức nào mà khiến anh chưa thể kết hôn. Dù mọi chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như thế, em xin lỗi anh vì tất cả. Huyền xúc động, khóe mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu đi anh, sau này có hạnh phúc cay đắng chúng ta cùng nhau vượt qua. Sau câu nói đó của Huyền, Thuận từ một chàng trai ruột rè không còn tự tin đã trở nên thẳng thắn, chủ động trong hành động và lời nói. Và thế là cả hai đã có một đêm mặn nồng, bùng cháy với những ân ái, nồng nhiệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Buổi sáng hôm sau, cả hai chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật nên không vội thức dậy. Đến lúc dậy kiểm tra điện thoại mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Huyền sợ mẹ lo nên gọi cho em trai báo bình an. Huyền báo với Thuận: Ngày thứ hai em xin nghỉ một hôm, đưa mẹ và em trai lên Sài Gòn tái khám. Đúng lúc thật đó, ngày thứ hai anh cũng xin nghỉ để mẹ đưa thằng em trai đi tái khám. Để em coi, coi con bé Hoa có đi tái khám không, có gì ba gia đình mình cùng đi cho vui. Hoa là ai? Là con bé ở gần nhà em, nó bị tai nạn phải cưa mất một chân. Vậy sao? Vậy thì bây giờ mình về luôn, nhanh còn sửa xe nữa, sẵn tiện em hỏi con bé đó xem có đi chung với mình không, anh đặt xe 8 chỗ luôn. Vậy mình về nhanh đi. Hơn nửa tiếng sau cả hai về đến nhà. Vì đã hứa mua điện thoại cho Khánh nên Thuận ghé luôn vào cửa hàng di động mua một cái điện thoại 4 triệu. Có được điện thoại, Khánh lại chạy đi đăng ký một chiếc SIM mới gắn vào, tạo một tài khoản mạng xã hội mới. Làm xong, Khánh lại vào trang Facebook cá nhân của Như Hoa. Cứ một chút là Khánh lại mở điện thoại ra để kiểm tra. Chẳng những vậy còn tạo một tài khoản ảo, copy mấy bức ảnh trên mạng đem về để tạo cho người ta sự tin tưởng tuyệt đối, sau đó lại ấn lời mời kết bạn với Như Hoa. Còn Thuận thì được Huyền báo tin là bé Hoa cũng đi tái khám vào ngày thứ hai, nên anh đặt luôn xe 8 chỗ. Từ sáng tới tối, Khánh cứ kiểm tra điện thoại suốt, Hoa có đồng ý kết bạn với mình hay chưa. Kết quả là cả ngày hôm đó Khánh không tập trung nổi, lúc nào cũng dán mặt vào điện thoại với vẻ bất an. Tính sáng ngày thứ hai, cuối cùng vẫn không thấy động tĩnh. Hoa chẳng bận tâm cũng chẳng buồn kiểm tra điện thoại xem những lời mời kết bạn đó là ai. Khánh vô cùng thất vọng. Sáng phải dậy sớm chuẩn bị đi Sài Gòn kiểm tra tổng quát, khiến tinh thần lẫn thể trạng đều mệt mỏi. Khánh ngồi trên chiếc ghế tre thiếp đi cho đến khi xe tới đón. Khánh, hồi tối con ngủ không được hay sao mà giờ ngủ gà ngủ gật vậy? Giọng bà Thua cằn nhằn bên tai, Khánh uể oải mở mắt đáp. Con hơi khó ngủ. Con lại võng nằm ngủ chút đi. Nửa tiếng nữa xe chạy. Thôi, con ra xe ngủ luôn. Khánh miễn cưỡng đứng lên, đi thẳng ra chiếc xe đã chờ sẵn trước nhà, tìm một cái ghế ở hàng gần cuối, rồi cứ vậy mà ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Cho đến khi Khánh nghe bên tai tiếng người nói chuyện huyên náo, anh mới giật mình bật dậy. Nhìn qua cửa kính xe ô tô, anh thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ rất hiền lành. Nhìn kỹ thì người phụ nữ ấy lại có nét rất giống với Như Hoa. Khánh như người mất bình tĩnh, anh lao xuống xe, mặc kệ chân mình vẫn chưa thực sự hồi phục. Khánh bước xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ngài đó theo bản năng. Thấy con trai mình có biểu hiện lạ, bà Thu mới gọi Khánh đến. Khánh miễn cưỡng bước lại bên mẹ mình, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng giáo giác. Bà Thu kéo con trai lại bảo. Con biết đây là ai không? Là bác Hiền, mẹ của Như Hoa đấy. Khánh mỉm cười cúi chào lễ phép. Con chào cô, con tên là Khánh, bạn của Như Hoa. Bà Hiền nhìn Khánh trong lòng có chút kinh ngạc không thôi, bởi vì bà đã từng nhìn thấy hình ảnh của Khánh được Hoa giấu trong quyển nhật ký. Nhưng kể từ khi bị tai nạn, bà đã không còn nhìn thấy con gái viết nhật ký. Quyển nhật ký ấy bà cũng không còn nhìn thấy nữa. Giờ gặp lại chàng trai này, cảm xúc trong lòng bà rất lạ, vừa vui vừa buồn vừa lo lắng, không biết rồi con gái của bà có chịu mở cửa trái tim đang đóng chặt hay không. Bà Hiền lịch sự đáp. Hóa ra con và Như Hoa từng học chung sao? Dạ, con và Như Hoa từng học chung.
Nói rồi Khánh quay đi rất nhanh, mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Bà Thu, mẹ của Khánh, dường như hiểu ý con trai nên kéo Khánh ra một góc rồi nói nhỏ. Nhìn vẻ mặt buồn bã muốn khóc của mẹ, Khánh cũng biết mẹ đang muốn nói gì, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe mẹ nói. Dù rằng bản thân anh, khi nghĩ đến Như Hòa phải sống bằng một chân suốt cả cuộc đời, trái tim anh đau không thể tả nổi. Giọng bà Thu nghẹn nghẹn vang lên. Lúc con còn nằm viện, mẹ từng nhìn thấy bóng lưng một cô gái giống Như Hòa y đúc. Nó chống nạn tập đi bằng một chân. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ là người giống người thôi, nên không nói cho con biết. Giờ nghĩ lại, chắc mẹ thấy con bé Hoa thật. Khánh cố kìm nén cảm xúc, nhưng sao khóe mắt lại cứ cay cay. Sao lúc đấy mẹ không nói cho con biết? Nếu mẹ biết là nó, mẹ đã đi thăm. Mẹ chỉ nghĩ là người giống người thôi. Hồi nãy mẹ nghe con bé đó nói bị tai nạn nên buộc phải cưa bỏ một chân, mẹ mới nhớ ra cô gái mình từng thấy ở bệnh viện. Hiền lành lương thiện như đó sao mà sống khổ thế không biết. Như Hòa ở đâu sao con không thấy? Hồi nãy mẹ có nói chuyện với nó mấy câu, con bé nó lạc quan lắm, nó cười suốt thôi. Nó ngồi ghế lái phụ bên cạnh tài xế đó. Bà Thu còn chưa nói hết câu, Khánh đã vọt tới đó. Lúc đứng ngay trước mặt Như Hoa, chỉ còn cách một cánh cửa thôi mà Khánh lại có cảm giác như muôn trùng xa cách. Bởi vì khi Khánh bước tới, mắt Như Hoa cũng đang nhìn xa xăm ra bên ngoài. Trông cô vẫn rất tươi sáng, với làn da trắng hồng mịn màng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy thì lại chứa rất nhiều ưu tư. Nhìn thấy anh, Như Hoa quay mặt đi nơi khác, dường như không muốn nói chuyện với anh, lại càng không muốn chạm mặt hay dính dáng tới. Cô tỏ ra như chưa từng quen biết. Khánh siết chặt bàn tay, trong lòng khó chịu tới mức anh cảm giác như có ai đó đang đâm vào lồng ngực của anh. Khánh buồn bã quay xe vào trong, lại chuyển chỗ ngồi bên trái. Lúc này chỉ có thể thấy góc nghiêng của Như Hoa. 15 phút sau, tất cả mọi người có mặt đầy đủ trên xe, riêng anh Thuận và chị Huyền thì đi xe máy, nên trên xe cũng không quá chật chội. Xe chạy hơn 2 tiếng là tới bệnh viện Chợ Rẫy. Trên xe, ai cũng là người bệnh, không thể nào xuống nhanh được. Khánh thoáng thấy bác tài xế mở cửa bước khỏi ghế lái, rồi lần lượt từng người bước xuống. Khánh là người bước xuống sau cùng. Anh thấy bác tài xế lấy một chiếc xe lăn từ trong cốp xe phía sau. Cũng chính ông ấy là người đã bế Như Hoa từ trên xuống xe, cẩn thận để cô ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Khánh nhìn thấy cũng chỉ biết đứng nhìn một lúc trong bất lực. Xuống xe không lâu, anh Thuận, chị Huyền cũng đến. Sau đó thì mỗi người khám bệnh một khu khác nhau, không ai đi chung ai cả. Khánh cũng không còn gặp lại Như Hoa nữa. Đầu giờ chiều, Khánh là người khám xong trước tiên nên chạy đến khoa chấn thương chỉnh hình tìm Như Hoa. Tìm mãi không thấy, anh giáo giác nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện, thấy mẹ của Như Hoa đang đẩy cô đi ra hướng cánh cổng lớn. Khánh đuổi theo. Mẹ Hoa giật mình, nhưng Khánh đã kịp thời ra dấu cho bà ấy im lặng. Mấy giây sau bà ấy hiểu ý nên lặng lẽ buông khỏi xe lăn. Khánh nhanh chân thế vào. Như Hoa ngồi trên xe lăn, tay cầm bịch thuốc, mắt buồn bã nhìn xa xăm. Đột nhiên Như Hoa lên tiếng. Hồi nãy bác sĩ nói sao hả mẹ? Bà Hiền tiến lên đi song song với Khánh rồi đáp. Bác sĩ nói vết thương của con hồi phục rất tốt. Ông ấy có nói chừng nào con mới được lắp chân giả không? Ông ấy nói ăn 2 cái Tết nữa mới lắp được chân giả. Vậy còn 1,5 năm nữa lận hả? Ừ, bây giờ là tháng 7 rồi. Mẹ, khi nào con được lắp chân giả, mẹ cho con đi làm chung với anh hai nha. Câu nói của Như Hoa khiến cho bà Hiền đau lòng, Khánh cũng cảm thấy xót xa. Bị như vậy rồi cô vẫn còn muốn đi làm. Bà Hiền thở dài bảo. Thôi đi con, có còn lành lặn như người ta đâu mà làm chứ. Sau khi lắp chân giả vào, đi đứng như bình thường thôi mẹ đừng lo. Tới lúc đó mẹ nhớ cho con đi làm nha. Bà Hiền không muốn cướp mất niềm vui duy nhất của con gái, nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Được rồi, tới lúc đó rồi hẳn hay. Đòi theo anh đi làm, rồi khi anh con lấy vợ con sẽ bám dính anh con luôn sao? Mẹ quên là ở nhà vẫn còn thằng Út. Anh hai lấy vợ rồi con ở với mẹ và thằng Út. Phải lấy chồng và sống thật hạnh phúc vào chứ. Như Hoa mỉm cười đáp. Ai mà lấy con chứ mẹ.
Người ta sợ lấy con về rồi ăn bám họ thôi, con không có làm được đâu. Ai bảo con không làm được gì? Con gái mẹ xinh xắn giỏi giang. Thôi, lát nữa người ta nghe mẹ nói lại cười con đó. Vậy mẹ không nói nữa. Đến cổng lớn bệnh viện, Khánh buông tay cầm xe lăn ra, trao lại cho mẹ của Hoa. Khánh lặng lẽ đi phía sau, nhớ tới những lời mà Hoa nói với mẹ. Khánh cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Anh chợt nhận ra cái bản thân mà mình đánh mất là thanh xuân đã yêu nhầm người hay chính là cô gái trước mặt. Khánh cảm thấy hối hận khi chính tay mình đã đẩy Như Hoa ra xa, để giờ đây muốn lại gần cô cũng chẳng có tư cách. Ra đến ngoài cổng bệnh viện, Như Hoa lại ngồi chỗ cũ, còn Khánh thì ở góc bên trái, chỗ có thể quan sát Như Hoa được rõ hơn. Xe di chuyển về đến quê thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Bởi vì Như Hoa không tiện đi lại nên tài xế đã chở hai mẹ con về tận nhà. Vì thế mà Khánh biết nhà của Như Hoa. Căn nhà đơn giản chẳng khác gì nhà của mình là mấy. Cuộc sống của Như Hoa chắc cũng không dễ dàng. Khánh bần thần suy nghĩ và ước gì có phép màu anh trở về cái thời còn học sinh. Nếu được như vậy, anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cạnh Như Hoa. Bác tài xế là người bế Như Hoa vào nhà, cũng chính ông ấy đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Hoa. Ông ấy nói gì đó mà khiến Như Hoa mỉm cười một cách lạc quan, vui vẻ. Bác tài xế quay trở lại, ánh mắt Như Hoa vô tình hướng về phía Khánh. Gương mặt cô ngay lập tức trở nên lạnh lùng, không cảm xúc, rồi quay mặt vào trong, như thể chưa từng quen biết. Bác tài lần lượt chở những người còn lại về tận nhà, sau đó mới rời đi. Về vết thương của Khánh, bác sĩ bảo trong giai đoạn hồi phục rất tốt, tạm thời không được đi đâu xa hoặc hoạt động quá sức. Về em trai của Huyền, sức khỏe của nó xưa nay đã yếu, chạy thận mỗi tuần một lần nên cũng không tới nỗi suy kiệt. Huyền chỉ mong mỏi em trai vui vẻ, sống khỏe hết cuộc đời này, không cần lấy vợ gì cả, cứ như vậy sống thôi. Thời gian thấm thoát lại trôi đi, mới đó đã đến Tết. Những bông hoa xuân chen nhau đâm chồi nảy lộc. Nhà nhà người người đua nhau sắm Tết. Riêng chỉ có ba nhà của Huyền, Thuận và Như Hoa là ăn Tết rất đơn giản. Suốt cả năm kiệt quệ kinh tế khiến họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn Tết. Riêng vợ chồng em Minh thì có con nhỏ, nên cả nhà bốn người tụi nó ngày nào cũng dẫn nhau đi chơi hội chợ tới 9 giờ tối mới về. Chắc được chồng cưng chiều, với mình cũng là người tâm lý, nên Trầm cũng bớt đi cái tính khí thất thường. Chị chồng em dâu cũng đỡ căng thẳng. Nhưng gia đình bà Hà lại không được suôn sẻ như thế. Chiều 29 Tết, bà Hà mặc kệ hàng xóm láng giềng có không ưa mình tới cỡ nào, cũng hiên ngang đi sắm Tết, mua toàn là những thứ đắt tiền để khoe khoang với thiên hạ, rằng bà ta có con dâu giàu có, sẵn sàng chi tiền cung phụng cho bà ta. Sáng ngày 30 Tết, em chồng của bà Hà, tức là em trai ruột của ông Tâm, gọi điện báo tin ông Tâm đã qua đời. Anh Tâm mất rồi chị ơi. Tin tức chấn động như sét đánh ngang tai. Bà Hà buông ruộng tay chân, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đang nói cái gì thế? Chồng tôi bao lâu nay vẫn khỏe mạnh, tại sao mà mất? Anh ấy bị bệnh ung thư gan đã gần 3 tháng nay. Bà Hà nghe em chồng nói như vậy, không chịu được thêm nữa mà quỳ xuống. Lúc này bà ta mới biết, ông Tâm cũng quan trọng trong cuộc đời bà ta thế nào. Chồng bà ta chết thật rồi sao? Suốt mấy tháng qua, số lần bà ta ghé qua thăm chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đó, ông Tâm vẫn còn rất khỏe mạnh. Những lần đi thăm hiếm hoi đó, bà Hà chỉ biết nói mỗi một câu. Bao giờ ông về? Ông định ở đây bao lâu? Tụi nó đi làm hết cả rồi, còn có mình tôi ở nhà buồn thiêu. Nhà cửa hiu quạnh không ở, chạy tới đây ở là sao chứ? Ông Tâm chỉ đáp một câu. Tôi ở đây cảm thấy thoải mái, tôi sẽ không đi đâu cả. Bà Hà giận quá như muốn thét ra lửa. Vậy thì ông ở đây luôn đi, đừng có về. Mắc dịch mắc gió, đừng có gọi tôi. Chừng nào tôi chết, tôi nhờ chú Út gọi cho tụi nó, báo cho bà biết. Tới đó bà chỉ cần khiêng xác tôi về làm đám ma. Nghe chồng nói như vậy, bà Hà giận quá, nói mấy câu tuyệt tình. Thế thì ông ở đây, chờ đến khi chết, đừng có về nữa.
Từ cái hôm ấy đến nay đã 3 tháng, bà Hà không đến thăm chồng lần nào nữa cho đến tận hôm nay nhận được tin báo đau lòng này. Bà Hà gắng gượng gọi lớn. Mấy đứa ơi, mấy đứa! Nhung và An từ nhà sau chạy lên, thấy mẹ ngồi dưới đất liền chạy đến. Mau chở mẹ qua nhà chú Út, ba mày mất rồi. Bảo An và Nhung nghe nói thì buồn rũn tay chân, bần thần nhìn nhau như không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy. Vậy là trong 3 ngày Tết, gia đình bà Hà chìm trong tang thương. Hàng xóm láng giềng thương ông Tâm nên cũng qua thắp nén nhang. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chồng mất, bà Hà khóc ngất lên ngất xuống. Ai cũng nghĩ là bà ta hối hận vì sống thờ ơ với chính người chung chăn gối. Ai cũng thương nên mỗi người khuyên nhủ một câu. Lúc an táng ông Tâm xong xuôi, bà ta lại ôm thùng phúng điếu đem đi giấu biệt, để lại toàn bộ chi phí ma chay cho con trai và con dâu chi trả. Nếu không phải vì số tiền 2 tỷ bà ta đang giữ của An, thì Kim Toa chẳng cần phải nịnh nọt, tốn công tốn sức, tốn tiền vì bà mẹ chồng ích kỷ, nhỏ nhen này. Tự dưng bây giờ Kim Toa lại cảm thấy hối hận khi lấy Bảo An. Anh ta ngoài đi làm kỹ sư nông nghiệp ra, thì chẳng biết cái tích sự gì cả. Đến nỗi nhờ anh ta vo gạo nấu cơm, cũng cọc cằn bực dọc. Trong mức, nỗi đau trong lòng bà Hà cũng đã dần nguôi ngoai. Một tháng sau, những lúc Bảo An và Thuyết Nhung không có ở nhà, Kim Thoa kiếm cớ tiếp cận bà Hà. Ban đầu Kim Thoa mua toàn thuốc bổ nhân sâm loại tốt để cho mẹ chồng dùng, ra sức nịnh hót để lấy lòng tin. Mẹ! Hả? Có chuyện gì thế? Còn với anh Bảo An, đang định đầu tư bất động sản, chúng con đang thiếu một số tiền lớn. Bà Hà nghe con dâu nói mà ngạc nhiên. Con nói có thật không? Mẹ có nghe thằng An nói gì đâu chứ? Kim Toa nghe mẹ chồng nói như vậy thì biết bà ta cũng không phải dễ dụ dỗ. Cô ta nắm lấy tay mẹ chồng, để lộ vẻ mặt có chút phiền muộn và thất vọng rồi nói. Thực ra chuyện con đầu tư bất động sản con chưa nói với anh An. Con sợ anh ấy không cho nên mới cầu cứu mẹ. Con về bàn với nó thử coi sao. Chứ giờ con kêu mẹ đưa tiền cho con mẹ cũng không dám đưa đâu. Tiền nó gửi mẹ chứ không phải là tiền của mẹ. Trước khi quen anh An, con cũng có mấy căn nhà, sau này bán lại lời ít nhất cũng từ 1 đến 1 tỷ rưỡi đó mẹ à. Nói rồi Kim Thoa lấy điện thoại ra cho bà Hà xem mấy cái video cô ta đã chuẩn bị trước. Chỉ là quay nội thất thôi, bà Hà đã thích thú tới mức chăm chú xem mãi. Con nói đây là nhà mà con mua trước đây rồi bán lại đó sao? Dạ đúng rồi mẹ. Con đầu tư bất động sản lâu rồi, gần 10 năm trước, chưa tới 1 tỷ một căn hộ, con phải để dành cả mấy năm mới đủ mua. Mua xong mấy tháng sau bán lại, mẹ biết con lời bao nhiêu không? Bà Hà tỏ ra hào hứng với mấy lời bịa đặt của Huyền. Thế con lời bao nhiêu? Con lời 500 triệu. Lần đầu mà lời tới 500 triệu rồi à? Dạ, sau đó con bắt đầu đầu tư thêm vào căn thứ hai. Trong vòng 10 năm con đã bán được 4 căn. Lúc con qua Nhật, con đã mua cho ba mẹ con và em trai một căn nhà. Thế giờ con không có tiền sao? Không phải là con không có tiền, mà là tiền không đủ. Nói rồi Kim Thoa lấy điện thoại bấm vài cái ra số dư trong tài khoản. Mẹ xem đi, hiện tại con chỉ có 4 tỷ thôi, còn thiếu đúng 2 tỷ nữa. Bà Hà nghe nói thì lòng tham nổi lên. Cô có 4 tỷ mà thiếu gì? Thấy vẻ mặt vô cùng hào hứng của mẹ chồng, Kim Thoa cảm giác bà ta đã tin tưởng mình tuyệt đối, nên quyết định đánh vào cái bản tính tham lam. Lần này con mua hẳn một tòa chung cư mini luôn, còn thiếu 2 tỷ nữa thôi. Vậy là 6 tỷ, 6 tỷ đó lời bao nhiêu? Bây giờ bất động sản có giá trị lắm, nếu con đoán không sai, nếu bán lại thì tiền lợi có thể lên đến 3 đến 4 tỷ. Nhưng mà mẹ biết bây giờ con sợ nhất là gì không? Có chuyện gì con nói nghe coi. Con sợ anh An, ảnh không có tin con. Anh sợ đầu tư rồi không lấy lại vốn được. Kim Toa bắt đầu làm đũng, níu tay năn nỉ mẹ. Mẹ à, mẹ cho con mượn 2 tỷ đó đi. Sau này bán được tiền con trả mẹ liền. Con cho thêm mẹ 1 tỷ nữa. Mà mẹ đừng có nói cho anh An biết. Với lại bé Nhung nữa. Mà con có chắc ăn không? Con thề với mẹ đó, con chắc 100%. Được rồi, con nhớ những lời con nói đấy. Bán được là trả mẹ 3 tỷ. Con hứa.
Con đợi đó đi để mẹ đi lấy tiền cho. Nói rồi bà Hà từ trên sofa đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Mẹ chồng đi khuất, Kim Thoa ở bên ngoài cười đắc ý. Đúng là cái người tham lam, không làm mà muốn có ăn, lừa rất dễ. 5 phút sau, bà Hà từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm theo 4 cục tiền, mỗi cục là 500 triệu. Lúc bà ấy để tiền xuống bàn còn nhìn chúng chăm chú không rời mắt, vẻ mặt như đang lo được lo mất. Thấy vậy Kim Thoa mới trấn an. Mẹ cứ yên tâm đi, nếu lời thì mẹ có 3 tỷ, còn không lời thì con trả vốn mẹ 2 tỷ. Con là con dâu của mẹ, chứ có phải là người ngoài đâu chứ. Ừ, mẹ tin con, tiền đây, con cầm lấy đi. Bà Hà đẩy 4 cục tiền cho Kim Thoa rồi bảo. Chừng nào thì con mới trả cho mẹ được. Khoảng nửa năm mẹ à? Lâu như vậy sao? Thì đầu tư bất động sản, nửa năm có kết quả là nhanh rồi, có người đợi đến 2 năm còn chưa bán được đó. Ừ thì 6 tháng thì 6 tháng. Mà mẹ nè, mẹ đừng bao giờ nói chuyện này cho anh An và bé Nhung biết nha mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không nói đâu. Con cảm ơn mẹ. Dứt lời Kim Thoa hôn cái chuột vào má bà Hà, khiến bà ta bất ngờ. Chưa kịp nói câu gì thì cô con dâu đã chạy tuốt vào trong phòng cất tiền. Sau khi bỏ tiền vào trong hộp tủ và khóa lại cẩn thận, điện thoại của Kim Thoa bất ngờ đổ chuông. Kim Thoa mở điện thoại ra, là tin nhắn của chủ nợ. Bao giờ thì mày trả tiền? Mày nói nửa năm là mày trả, mà tới giờ này, mày giỡn mặt với tao sao? Mày có tin tao lấy 2 cái chân của thằng em mày, tao trừ nợ hay không? Kim Thoa hoảng hốt tới mức, 2 chân đứng không vững, tay thì run lên cầm cập, mãi một lúc mới bình tĩnh nhắn lại một câu. Ngày mai em cầm tiền mặt trả cho anh luôn. Anh cho một cái hẹn đi. Mày đến nhà tao để trả, ngày mai đúng 12 giờ trưa. Tao mà không thấy mặt mũi mày đâu thì mày đừng có trách sao tao ác. Dạ, ngày mai em sẽ sang nhà mang tiền trả cho anh. Bỏ điện thoại xuống, Kim Thoa ngồi thập trên giường, tim vẫn còn chưa hết hồi hộp. Lúc trở ra, để có thể bịt miệng mẹ chồng lâu hơn, Kim Thoa cầm theo 1 chiếc lắc tay bằng vàng thật và 20 triệu đồng cho mẹ chồng. Khỏi phải nói, bà Hà mừng như được mùa, cái chết của ông Tâm cũng chỉ khiến cho bà ta buồn trong mấy ngày. Sau khi nguôi ngoai, hình như bà ta trở nên thảnh thơi và thoải mái hơn. Ba mẹ chồng đều đã qua đời hết, nhà cửa đất đai đều đã được chia đều cho mấy anh em, và hiển nhiên sau khi ông Tâm mất, bà ta là người thừa hưởng tất cả. Mọi chuyện sau đó cũng âm thầm trôi qua đến mấy tháng. Vào một ngày đẹp trời của mùa hè, sau bữa sáng, thuận nhân lúc hôm nay là ngày chủ nhật, nên mời ba mẹ ngồi trình trọng trên chiếc bàn dài ở phòng khách. Ba mẹ ngồi đây, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Trước hành động lạ lùng của con trai, ông Hùng bà Thu nhìn nhau trong hoang mang. Mấy giây sau, hai ông bà mỉm cười rồi nói khẽ với nhau. Lẽ nào nó có bồ rồi xin mình cưới vợ? Nghĩ vậy nên hai ông bà vui mừng ra mặt, ông bảo. Có chuyện gì con cứ ngồi xuống rồi nói chuyện. Thuận kéo ghế ngồi xuống, trong khi đó Khánh thì đang ở bên cạnh chăm chú bấm điện thoại. Bà Thu thấy vậy thì gọi. Khánh, con lại đây coi anh con, nó nói cái gì nè? Khánh miễn cưỡng buông điện thoại trong tay xuống, sau đó tiến tới, ngồi xuống bên cạnh ba mẹ. Thuận cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, anh bảo. Ba, mẹ, con muốn cưới vợ. Ông Hùng và bà Thu nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Hai vợ chồng mình đoán đúng rồi bà ơi. Đúng rồi đó ông. Thế rồi hai ông bà vui tới nỗi cười lớn, khiến cho Thuận một phen ngượng ngùng đến đỏ cả tay. Chuyện anh hai muốn lấy vợ vui như vậy sao? Khánh đột nhiên lên tiếng cắt đứt nụ cười của hai đứa sinh thành. Anh hai muốn cưới vợ rồi chừng nào tới lượt con đây? Bà Thu lên tiếng trêu chọc con trai, Khánh thì vẫn thản nhiên đáp. Chắc là lâu đó mẹ à, có khi còn không cưới được vợ nữa. Bà Thu giận dỗi cắt ngang lời của Khánh. Nói gì bậy bạ vậy con? Sao mà không có vợ? Phải cưới vợ sinh con chứ. Ở vậy sau này ba mẹ chết hết, ai lo cho mày đây hả? Khánh không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu buồn bã. Hay là con đang lo cưới vợ rồi không lo nổi cho vợ? Ông Hùng lại nói thêm vào. Cái đó thì con khỏi lo đi. Bác sĩ đã nói con đang hồi phục rất tốt, chân tay có thể sẽ yếu đi, nhưng không đến nỗi không làm được việc gì. Bây giờ có rất nhiều ngành nghề có thể kiếm ra tiền,
đâu phải lao động chân tay mới có thể kiếm ra tiền đâu chứ. Thuần vỗ vai an ủi em trai. Bà nói đúng đó em tự tin lên. Anh nghe Huyền nói, em toàn bị bệnh vậy mỗi tháng mà nó kiếm được 3 triệu tiền tác quyền nhờ vào việc viết truyện ngắn đó. Em thử coi mình có đam mê viết hay không. Nếu có thì chắc sẽ không thành vấn đề đâu. Khánh nghe anh trai nói như vậy trở nên hào hứng, mắt sáng rỡ. Nói như vậy, ngồi ở nhà cũng có thể kiếm ra tiền sao? Thuần đăm chiêu rồi bảo. Chắc là vậy rồi, thằng Toàn em trai của Huyền, nó cũng ở nhà suốt, có đi đâu đâu. Vậy em sẽ thử tìm hiểu về cái nghề này xem sao. Ban đầu sẽ trông gai lắm đấy. Em sẽ cố mà. Khánh nói xong thì về phòng mình. Bản thân anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu để ở đó nghe anh hai kể chuyện tình yêu. Ông Hùng, bà Thu nghe thằng con trai lớn nhắc về đứa con gái tên Huyền thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Riêng bà Thu thì nhìn con với ánh mắt ngờ vực. Bà Thu hỏi thẳng, con muốn cưới đứa con gái tên Huyền có đúng không? Thuận kinh ngạc nhìn mẹ. Sao mẹ biết hay vậy? Thì hồi nãy con mới nhắc tới nó rồi đó. Mà phải như vậy hay không? Nói cho mẹ nghe đi. Thuận ấp úng mãi chẳng nói thành câu. Nhưng khi ánh mắt chờ mong và có phần hơi nghiêm túc của ba mẹ, Thuận biết mình không thể giấu thêm. Anh bảo, con muốn cưới Huyền. Bà đột nhiên sực nhớ tới chuyện gì đó nên ngắt lời con trai. Huyền là con dâu của bà Hà đúng không? Thuận có hơi bất ngờ trước câu nói của mẹ, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh ngầm quan sát ánh mắt và sắc mặt của ba mẹ. Thấy họ bình thường không quá gay gắt nên Thuận quyết định nói thật. Dạ phải, là cô ấy. Cô ấy là con dâu cũ của bà Hà xóm mình, là vợ cũ của Bảo An. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Huyền là mối tình đầu của con mẹ à. Khó khăn lắm mới có thể đến với nhau. Con không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm nữa. Bà với mẹ thì không có ý kiến, chỉ sợ Thiên Hạ bàn ra tán vào. Mẹ chỉ sợ con chịu điều tiếng không hay. Con và Huyền không làm gì sai nên con không sợ. Có điều tiếng đi chăng nữa cũng chỉ là mang tiếng vợ cũ của hàng xóm tôi. Con không quan tâm chuyện đó. Với lại Huyền có thai rồi mẹ, được 2 tháng rồi. Nghe nhắc tới 2 chữ có thai, sắc mặt ông Hùng bà Thu lập tức biến đổi. Bà Thu kinh ngạc thốt lên. Có bầu luôn rồi sao? Bộ hai đứa sợ ba mẹ phản đối nên có bầu trước hay gì? Thì đúng là con sợ ba mẹ không chấp nhận nên con mới... Vậy thì phải nhanh lên thôi, làm đám cưới liền, không có để lâu được. Thuận nghe mẹ mình nói như vậy, trong lòng như nổ pháo hoa, mừng rơi nước mắt, ngay lập tức chạy đi gọi cho Huyền. Huyền cũng báo tin này cho mẹ của mình. Bà Liên nghe xong thiếu chút nữa là muốn ngất luôn vì quá bất ngờ. Bà bảo, yêu nhau mà đến nỗi thả cho có bầu luôn. Con gan to tày trời như vậy luôn đấy, rồi lỡ gia đình người ta không chịu thì sao? Huyền thản nhiên đáp. Anh Tuấn nói ba mẹ anh ấy hiền lắm, sẽ chấp nhận tụi con cưới nhau. Nhưng mà anh ấy vẫn nói, cũng sợ người ta không chấp nhận nên là tụi con quyết định có con. Rồi bây giờ hai đứa thấy hậu quả chưa? Nhà bên bển chấp nhận rồi, hai đứa đúng là làm chuyện vô bổ. Có gì thì cũng phải thưa gửi người lớn trước, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa đâu. Thôi được rồi, mẹ sẽ sắp xếp làm đám cưới cho hai đứa. Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, Thuận đã tích góp được cho mình một số tiền đủ để anh cưới vợ và lo cho vợ con một thời gian. Thế nên ba mẹ anh cũng không quá bận tâm về khoản tiền ấy. 2 tuần sau, đám cưới của đôi trẻ diễn ra rất tốt đẹp. Sau đám cưới, Huyền vẫn làm việc như thường ngày. Hai vợ chồng cùng công ty nên thuận tiện trong việc đưa đón và chăm sóc nhau. Khỏi phải nói, sau đám cưới, Thiên Hạ bàn tán chuyện Huyền dám lấy chồng mới ở gần nhà chồng cũ. Họ còn tò mò không biết bà Hà và Huyền cùng với Bảo An sẽ nói gì với nhau nếu như lỡ vô tình gặp nhau trên đường. Họ bàn tán thì cứ để cho họ bàn tán, Huyền và Thuận không mấy quan tâm, bởi vì có bàn tán thì cũng phải có thời hạn. Ai lại bàn nhau về cùng một chuyện suốt đời cơ chứ? Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng sẽ dần lắng xuống. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Vì Tiền Bỏ Tình, được viết bởi tác giả Đình Lam. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu.
Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.